Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 8. Ông Kiều ho khan một tiếng, nói với Kiều Thu Mộng, Thu Mộng, sao còn không mau nâng chén uống rượu giao bôi với cậu Lý đi. Cậu Lý thích cháu là phúc của con đấy. Tiếc là bố cháu lại chọn cho cháu một thằng bất tài, đúng là không hiểu nổi mà. Sắc mặt Kiều Thu Mộng trắng bệch, cô ta biết Lý Thiên Lạc không thích cô ta thật và chính cô ta cũng biết bản thân không được uống chén rượu giao bôi này. Uống ly rượu này thì mai sau người ta sẽ nhìn cô ta như thế nào đây? Ở trước mặt chồng mình đi uống rượu giao bôi với người khác. Dâm phụ. Và lại, cô ta uống ly rượu này thì mai sau Tề Đẳng Nhàn làm sao ngẩng đầu làm người đây? Vợ mình uống rượu giao bôi với người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Con rùa xanh. Quả nhiên, khuôn mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh hẳn đi, hắn không ngờ Lý Thiên Lạc lại dùng thủ đoạn này đối phó với hắn. Kiều Thu Mộng, cháu đang do dự gì thế? Đừng quên, cháu là giám đốc của tập đoàn nhà họ Kiều, làm gì cũng phải đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu. Đúng thế Kiều Thu Mộng, cô đừng có cản trở con đường kiếm tiền của chúng tôi. Cuối năm thiếu bao nhiêu thì cô phải bù hết đấy. Còn ngây ra đó làm gì? Cậu Lý cho nhà họ Kiều chúng ta hạng mục cả 10 triệu tệ đấy. Người ta chỉ kêu cô uống một chén rượu thôi, óng nghẹo cái gì? Đám họ hàng nhao nhao lên tiếng, hối Kiều Thu Mộng uống rượu với Lý Thiên Lạc. Kiều Quốc Đào đứng dậy, lắc đầu nói, bố, Thu Mộng đã kết hôn rồi, không hợp làm mấy chuyện này đâu. Lý Thiên Lạc cười ha hả nói, tôi chỉ vì quý chị Kiều Thu, muốn hoàn thành một tâm nguyện thôi. Nếu không muốn thì thôi vậy, xem như tôi chưa từng đề cập đến chuyện hạng mục nhé. Đám họ hàng phía sau đỏ cả mắt. Nóng lòng muốn đi lên ấn Kiều Thu Mộng đi uống rượu với Lý Thiên Lạc. Bàng Tú Vân đi đến đằng sau Kiều Thu Mộng, khẽ đẩy cô ta lên lại còn nhỏ giọng nói, con còn do dự cái gì? Mau uống rượu với cậu Lý đi. Nhưng, Kiều Thu Mộng cắn răng, không thuận theo. Chẳng lẽ con còn để ý đến cảm nhận của cái tên bất tài Tề Đẳng Nhàn này à? Nó có thể so với cậu Lý không? Cậu Lý là cậu cả nhà họ Lý, tương lai rộng mở. Con đi uống rượu với cậu Lý, sau đó nhân cơ hội này ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích à? Nếu đi theo cậu Lý thì sau này trong ngoài nhà họ Kiều còn có ai dám coi thường con? Bàng Tú Vân đứng bên cạnh nói cái lợi cái hại cho Kiều Thu Mộng nghe, bảo cô ta nhanh đi uống rượu. Ông Kiều trầm giọng nói, Thu Mộng cũng nghe rồi đó, cháu đâu có mất gì, chỉ là giúp cậu Lý hoàn thành một tâm nguyện thôi mà. Và lại, cháu làm thế còn có thể giúp cả nhà họ Kiều có được hạng mục 10 triệu. Ngoài ra ông còn cảm thấy sau này cháu có thể tiếp xúc với cậu Lý nhiều hơn, tính toán tương lai mai sau cho mình đi. Câu cuối cùng của ông Kiều ám chỉ rất rõ ràng. Ông ta coi thường Tề Đẳng Nhàn, muốn Kiều Thu Mộng mau chóng ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, tranh thủ gả cho Lý Thiên Lạc. Giờ phút này, lòng Kiều Thu Mộng lạnh ngắt, mọi người đều mang thái độ này sao? Dù nói thế nào đi chăng nữa? Dù cô ta không thích Tề Đẳng Nhàn thì hắn cũng là chồng trên danh nghĩa của cô ta, là người một nhà. Các người diễn đủ chưa? Tề Đẳng Nhàn ở phía sau thản nhiên lên tiếng. Câm miệng, cậu có tư cách nói chuyện ở nơi này à? Kiều Thanh Vũ tức giận. Tôi là bố của cô, sao lại không có tư cách? Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Kiều Thanh Vũ, cười như không cười đáp lại. Kiều Thanh Vũ giận đến nỗi hận không thể đi lên xé nát miệng hắn. Chuyện quỳ xuống gọi Tề Đẳng Nhàn là bố là vết nhơ cả đời khó rửa của cô ta. Mặt mày ông Kiều không khỏi tối sầm lại, mày họ Tề, nơi này không có chỗ cho mày lên tiếng đâu. Nếu mày còn nói thêm một câu nào nữa thì lập tức cút đi. Nơi này không hoan nghênh kẻ bất tài như mày. Lời nói ác ý không chút lưu tình. Đúng thế, cái loại phế vật như họ Tề kia có thể ôm đùi nhà họ Kiều chúng ta kiếm cái ăn cái mặt đã là phúc trời cho. Hắn còn dám lên giọng trước mặt ông nội. Một thằng cảnh ngục quen, nói khó nghe là một con chó trông cửa mà thôi. Không biết Kiều Quốc Đào bị cái gì mà để cái loại này làm con rể bôi cho chết chấu lên mặt nhà họ Kiều chúng ta. Cái loại này không xứng với Thu Mộng, không xứng với bất kỳ cô gái nào của nhà họ Kiều. Nếu biết thức thời thì mau ly hôn rồi cút đi. Đám họ hàng cũng lạnh lùng nhìn, mở miệng chế giễu hắn. Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười nói, một cái hạng mục 10 triệu thôi mà các người đã muốn bán Thu Mộng đi. Nếu có hạng mục 100 triệu chắc các người quỳ xuống gọi người ta là bố luôn nhỉ. Kiều Thanh Vũ cười lạnh, nếu cậu có thể lấy ra một hạng mục 100 triệu thật thì tôi quỳ ngay đây gọi cậu là bố. Đúng thế, xem dáng vẻ nghèo nàn của mày kìa,
đừng nói là Kiều Thanh Vũ quỳ xuống gọi mày là bố, mày muốn thì tao gọi mày là tổ tông cũng được. Xem mình là nhà giàu nhất nước thật à, mở mồm là 100 triệu, còn cái gì mà 10 triệu thôi mà, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Gương mặt Tề Đẳng Nhàn chỉ toàn sự kinh thường, lạnh nhạt nói, biệt thự ông đây đang ở cũng có thể mua hết sản nghiệp y dược của nhà họ Lý, 100 triệu thì tính là gì? Ha ha ha, kẻ ngốc này đầu óc cháy hỏng hết rồi đúng không? Càng nói càng nực cười. Sản nghiệp y dược nhà họ Lý ít nhất cũng phải 2-3 tỷ, trên đời này có căn biệt thự nào ngang giá chứ? Nó ở biệt thự gì? Đừng nói là mấy cái nhà tự xây ở nông thôn nhé. Lý Thiên Lạc mỉm cười nói, không phải không có biệt thự nào đáng giá 2-3 tỷ, ví dụ như Vân Đỉnh Thiên Cung ở trong Sơn Trang Vân Đỉnh khu biệt thự đứng đầu Trung Hải ngày trước đã được bán với giá 2 tỷ. Anh Tề sống ở Trung Hải đúng không? Vậy anh ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung à? Ha ha ha! Nói đến đây, Lý Thiên Lạc cũng không nhịn được mà cười phá lên. Ừ, bị cậu đoán đúng rồi, tôi ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Ớ! Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, sau đó là chàng cười nhạo như sấm. Mặt Kiều Thu Mộng không khỏi đỏ lên. Hôm qua cô ta đưa Tề Đẳng Nhàn quay về Sơn Trang Vân Đỉnh rồi đi đến cổng Vân Đỉnh Thiên Cung. Tề Đẳng Nhàn nói thẻ vào nhà của mình ở trong túi mà túi đã rơi trên thuyền rồi. Hơn nữa, cô ta còn gặp Ngọc Tiểu Long ở nơi đó. Nhìn thái độ của Ngọc Tiểu Long thì chắc là quen biết với chủ nhân của Vân Đỉnh Thiên Cung. Sau khi bị vạch trần lời nói dối đó, Tề Đẳng Nhàn còn dám nói tiếp để lừa người khác, thậm chí còn nói đến hợp tình hợp lý. Cô ta cảm thấy rất mất mặt. Cười chết, người này nói mình sống trong Vân Đỉnh Thiên Cung. Ồ, để tí tôi đi Bắc Kinh mua Tử Cấm Thành để ở. Tử Cấm Thành cái gì chứ? Chúng ta phải ở trong đại hội đường mà các lãnh đạo cấp cao hay học ấy, thế mới đủ vẻ vang. Nếu hắn ở Vân Đỉnh Thiên Cung thì tôi có thể qua Mỹ ở trong Nhà Trắng. Ha ha ha! Mặt mũi ông Kiều tối đen. Dù sao thì nơi này vẫn có mặt người ngoài. Dù thế nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng có liên quan đến nhà họ Kiều, nói mấy lời ngu ngốc này chẳng khác nào kéo theo mặt mũi của cả nhà họ Kiều. Cút ra ngoài, cút ngay cho tao. Ông Kiều chỉ tay ra cửa lớn, quát to. Được, vậy tôi xé hợp đồng của tập đoàn nhà họ Hướng nhé. Tề Đẳng Nhàn lẳng lặng lấy một tờ hợp đồng từ trong ngực ra, thản nhiên nói. Thấy Tề Đẳng Nhàn móc hợp đồng từ trong ngực ra chuẩn bị xé bỏ, Kiều lão gia tử không khỏi sửng sốt. Dự án của tập đoàn Hướng Thị. Cái gì, Kiều Thu Mộng thật sự lấy được dự án từ mảnh đất tân thế kỷ của tập đoàn Hướng Thị. Đây là dự án của tập đoàn Hướng Thị đó. Tập đoàn Hướng Thị có thể nói là xí nghiệp đứng đầu thành phố Trung Hải chúng ta. Sau khi nghe xong lời Tề Đẳng Nhàn nói, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, mọi người tháo ôm dự án 10 triệu của cậu Lý cũng không muốn làm dự án có tổng giá trị đến 120 triệu của tập đoàn Hướng Thị. Đúng là có đạo đức vô cùng cao. Tôi đây giữ nó lại cũng vô ích. Xé xong rồi, tôi sẽ cút ra ngoài. Sau khi nói xong những lời này, hai tay Tề Đẳng Nhàn cầm hợp đồng làm bộ muốn xé. Kiều lão gia tử vội vàng kêu lên, chờ chút, cậu nói bao nhiêu, 120 triệu. Lý Thiên Lạc cũng ngẩn ra, trong lòng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao Tề Đẳng Nhàn có thể giành được dự án 120 triệu của tập đoàn Hướng Thị chia cho nhà họ Kiều? Cậu nói 120 triệu là 120 triệu chắc. Bớt ở đó hù dọa người khác đi. Ngay cả chuyện hoang đường như bản thân mình ở Vân Đỉnh Thiên Cung cậu ta cũng bịa ra được, nói mình giành được dự án của tập đoàn Hướng Thị cũng không phải là chuyện không thể. Ông nội, người này chính là một kẻ lừa gạt, mau đuổi anh ta ra ngoài, sau đó bảo Kiều Thu Mộng uống rượu với cậu Lý. Kiều Thanh Vũ khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn giống như đang nhìn một tên hề vụng về biểu diễn. Kiều Thu Mộng lại nói, ông nội, đó thật sự là dự án của tập đoàn Hướng Thị đó, không tin ngài có thể xem thử. Vẻ mặt Kiều lão gia tử lúng túng, liên tục ho khan hai tiếng, chia tay ra nói với Tề Đẳng Nhàn, cười nói, để tôi xem thử trước, vừa rồi là tâm trạng tôi quá kích động. Hợp đồng trong tay Tề Đẳng Nhàn được Kiều lão gia tử nhận lấy, ông ta mở ra xem thử. Dâu không khỏi run lên. Mấy người thân vây quanh nhìn đều kinh ngạc đến tột đỉnh. Lý Thiên Lạc nhìn một cái, lại giễu cợt nói, giả đó. Làm sao cậu Lý nhìn ra được? Kiều lão gia tử nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Lạc chỉ vào chỗ ký tên, thản nhiên nói, ông nhìn xem,
chữ ký của người phụ trách bộ phận dự án cũng không có, đây là hợp đồng quái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người Kiều lão gia tử nhìn thử, quả nhiên là như vậy. Quả nhiên người này khoác da hổ ra vẻ ta đây, lấy hợp đồng giả tới lừa gạt người ta. Mẹ nó, tên phế vật này, bản lĩnh thì chẳng có gì, bản lĩnh lừa người ngược lại đúng là heo mẹ già đeo nịt vú, giả vờ giả vịt hết lần này đến lần khác. Tôi đã nói rồi, Kiều Thu Mộng đắc tội Trịnh Quang Minh, sao còn có thể giành được dự án của tập đoàn Hướng Thị chứ? Tề Đẳng Nhàn nghĩ mình là con ruột của tập đoàn Hướng Thị chắc. Tổng giám đốc Hứa nhà người ta bằng lòng lấy ra dự án 120 triệu cho cậu ta. Sau khi đám thân thích phát hiện ra mình bị lừa đều cực kỳ giận dữ, nhao nhao đứng ra chỉ trích. Vẻ mặt Kiều lão gia tử thay đổi, trực tiếp đập hợp đồng lên mặt Tề Đẳng Nhàn, cả giận nói, tên chó má nhà cậu, lại dám cầm hợp đồng giả tới lừa tôi. Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn ra, giả sao? Chẳng lẽ mình cũng bị Tề Đẳng Nhàn lừa? Chưa ký tên à, ký xuống không phải là được rồi sao? Tề Đẳng Nhàn tiện tay cầm lấy một cây bút, ký tên mình lên trên. Cảnh này mọi người nhìn đều không khỏi cạn lời. Tên này là kẻ ngu à, làm giả hợp đồng ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy. Làm giả thì thôi đi, còn ký tên mình, cậu ta nghĩ tập đoàn Hướng Thị là cậu ta mở hay sao? Đúng là một tên não tàn không có thuốc chữa. Sao Kiều Thu Mộng lại tìm một kẻ như vậy làm chồng, tôi ngất mất thôi. Ngay cả Kiều Quốc Đào cũng im lặng, không hiểu nổi tại sao Tề Đẳng Nhàn lại thích lòe thiên hạ như vậy, làm thế đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi sao. Sau khi viết xong, Tề Đẳng Nhàn nói, hợp đồng này lão gia tử ông còn muốn nữa không? Tôi muốn cái con mẹ cậu. Kiều lão gia tử giận đến mức giống to, cậu cho rằng cậu là ai? Cậu là Trịnh Quang Minh à? Cậu có tư cách ký tên ở trên này sao? Trịnh Quang Minh đã bị Hướng Đông Tình đuổi đi rồi, bây giờ tôi là người phụ trách bộ phận dự án. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, cho nên chữ ký của tôi tuyệt đối có hiệu lực trên pháp luật. Kiều lão gia tử giận quá hóa cười, nói cậu béo, cậu còn thực sự thở không ra hơi đấy à? Vừa rồi là biệt thự 2 tỷ, sau đó là dự án 120 triệu của tập đoàn Hướng Thị, bây giờ lại giả mạo người phụ trách bộ phận dự án đúng không? Cậu coi mọi người đều là đứa trẻ danh 3 tuổi đấy dễ bị lừa gạt như vậy đấy à? Lý Thiên Lạc cũng lắc đầu nói, Kiều lão gia tử, tôi thấy chồng của cháu gái ông căn bản không coi ông ra gì, hay là đuổi đi sớm một chút vẫn hơn, tránh phải xấu mặt. Kiều lão gia tử cắn răng nghiến lợi nói, cậu Lý nói rất có lý. Kiều Thu Mộng cũng không khỏi muốn phát điên, chất vấn, Tề Đẳng Nhàn, rốt cuộc anh có chuyện gì? Kiều Thu Mộng biết Tề Đẳng Nhàn là phó bộ trưởng bộ an toàn của tập đoàn Hướng Thị, nhưng từ lúc nào lại biến thành người phụ trách bộ phận dự án rồi. Có chuyện gì, không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không muốn giải thích lần hai. Tề Đẳng Nhàn cuộn hợp đồng trong tay lại, tiện tay vỗ vào lòng bàn tay một cái, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Kiều lão gia tử cả giận nói, cậu còn không muốn giải thích lần thứ hai. Tôi đã không muốn nhìn thấy cậu lần thứ hai nữa rồi, cút. Lập tức cút cho tôi. Sau khi nói xong lời này, Kiều lão gia tử nổi giận đùng đùng giành lấy hợp đồng trong tay Tề Đẳng Nhàn, trực tiếp xé tan thành từng mảnh. Giấy vụn đầy tay, tung lên trời một cái, vụn giấy ảo ảo rơi xuống. Với phản ứng của Tề Đẳng Nhàn đương nhiên có thể tránh đi nhưng hắn không làm vậy, cứ tùy ý để Kiều lão gia tử cướp lấy hợp đồng rồi xé bỏ. Lý Thiên Lạc nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn làm mất mặt mình ở trên tàu, lúc này mặt mũi của hắn lại bị mình làm mất sạch trước mặt người nhà họ Kiều. Sau này hắn còn mặt mũi nào bước vào nhà họ Kiều? Còn mặt mũi nào đối mặt với Kiều Thu Mộng? Sợ rằng quay đầu lại Kiều Thu Mộng sẽ ly dị với hắn. Lão Kiều, ông xem con rể quý hóa của ông kìa, hoàn toàn chọc giận lão gia tử. Mặt mũi nhà chúng ta đều bị cậu ta làm mất sạch rồi. Ban đầu là ông muốn cậu ta làm con rể, tôi vốn đã cực lực phản đối nhưng ông không chịu nghe lời khuyên của tôi. Bây giờ hay rồi, ông thoải mái chưa? Ông là ba Thu Mộng, ngày mai bảo Thu Mộng ly dị với cậu ta đi, dứt khoát cắt đứt với cậu ta. Bàng Tú Vân cũng phát điên, lớn tiếng mắng Kiều Quốc Đào. Mặt Kiều Quốc Đào đầy vẻ lúng túng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong lòng nói không có ý kiến gì thì là giả. Không phải chứ? Sớm biết một câu nói của tôi sẽ dẫn tới chuyện này, tôi đã không nói tới.
Dù sao thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Tôi đây đúng là làm kẻ ác mà. Hổ thẹn, thật là hổ thẹn. Đúng lúc này Lý Thiên Lạc làm bộ làm tịch đứng lên, bóp cổ tay than thở, lắc đầu liên tục. Cậu Lý không cần thấy tiếc cho thứ cặn bã như vậy, Kiều Thu Mộng ly dị với cậu ta ngược lại là một loại phúc khí. Đúng vậy, phụ nữ nhà họ Kiều chúng tôi cho dù không ai cần cũng không nên gả cho loại phế vậy như vậy. Cậu Lý đúng là tâm địa tốt, còn lo nghĩ cho một tên phế vật. Đúng lúc đó bên ngoài bỗng nhiên có người đi vào thông báo. Người này mở miệng đã nói, lão gia tử, người của tập đoàn Hướng thì tới chúc thọ ông. Cái gì, người của tập đoàn Hướng thì tới? Kiều lão gia tử kinh ngạc nói. Kiều Thanh Vũ kêu lên, nhất định là người của tập đoàn Hướng thì tới để trách hỏi, tên ngu đần Tề Đẳng Nhàn này ngụy tạo hợp đồng với tập đoàn Hướng thì, phải chịu trách nhiệm, cậu ta đã hại nhà họ Kiều chúng ta rồi. Mọi người không khỏi rối rít bày ra vẻ mặt thù địch nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, tên ngu xuẩn này thật sự đã làm liên lụy đến nhà họ Kiều rồi. Người của tập đoàn Hướng thì tiến vào, là phó bộ trưởng bộ hạng mục Vu Đông. Vu Đông vừa tiến vào là có vẻ mặt tươi cười, chắp tay với Kiều lão gia tử. Bộ trưởng Vu, thật sự là vô cùng xin lỗi, chúng ta. Kiều lão gia tử vừa chuẩn bị chủ động nói thật chuyện Tề Đẳng Nhàn giả mạo danh tiếng của tập đoàn Hướng thị để đi lừa đảo. Vu Đông không đợi ông cụ nói xong, liền mỉm cười nói, Kiều lão gia tử, tôi muốn thay mặt toàn thể nhân viên của bộ phận hạng mục tập đoàn Hướng thị, chúc ngài thọ như Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Mọi người nhà họ Kiều đều không khỏi nghĩ đến hai chữ nham hiểm. Cảm thấy đây là Vu Đông định trước tiên dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực, không cho Kiều lão gia tử cơ hội nói hết lời. Ha ha ha, thật sự là rất cảm ơn. Kiều lão gia tử cười nói, trong lòng lại không khỏi cảm thấy càng ngày càng hoảng hốt. Vu Đông tiện tay lấy hộp quà ra, đưa cho Kiều lão gia tử nói, đây là tâm ý của toàn thể nhân viên bộ phận hạng mục của chúng ta, đây cũng là biểu đạt tâm ý của bộ trưởng chúng tôi. Một pho tượng Phật Di Lặc bằng ngọc. Chúc lão gia tử sau này nụ cười luôn luôn trên môi. Hả, thật sự là rất cảm ơn bộ trưởng Trịnh. Kiều lão gia tử nhận món quà, liên tục khách khí. Bộ trưởng Trịnh nào, Vu Đông hơi ngẩn ra, bộ trưởng Trịnh đã bị Hướng tổng cách chức. Hả, bộ trưởng bộ phận hạng mục kia, Kiều lão gia tử lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ Trịnh Quang Minh lại bị cách chức. Vu Đông liền nói, bộ trưởng bộ hạng mục của chúng tôi, không phải là cháu rể của ngài. Tề Đẳng Nhàn tiên sinh sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường trực tiếp ầm ầm một tiếng, cả đám thân thích nhà họ Kiều đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Kiều Thu Mộng cũng quay đầu lại, vô cùng rung động nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tên này, lại đuổi Trịnh Quang Minh xuống đài mà không một tiếng động, sau đó chính mình đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ phận hạng mục. Vu Đông lần này đến đây, cũng là suy nghĩ nịnh nọt cấp trên mới, trong công ty đều loan truyền đến sùm. Nói Tề Bộ trưởng giúp Hướng Tổng bảo vệ đất của Tân Thế Kỷ, cho nên Hướng Tổng vô cùng coi trọng hắn. Nếu không, nhân viên cũ của tập đoàn Hướng Thị như Vu Đông tuyệt đối sẽ không để ý đến một người mới như vậy. Bộ trưởng Tề, ngài cũng ở đây à, ha ha ha. Vu Đông nói xong lời này thì thấy Tề Đẳng Nhàn, vội vàng đi lên, bắt tay Tề Đẳng Nhàn. Bộ trưởng Vu, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, sao anh lại tới đây? Mừng thọ Kiều gia lão gia tử. Nhân viên phòng hạng mục chúng tôi đều mạnh mẽ yêu cầu tôi đại biểu bọn họ đứng ra, tới đây tặng một món quà chúc mừng. Vu Đông cười nói. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, gần đây công việc trong tập đoàn Hướng thị rất bận rộn, tôi không giúp được gì, phải dựa vào các anh đóng góp nhiều hơn. Tâm ý của các anh, tôi đã biết rồi. Nhưng mà, Bộ trưởng Vu, trọng tâm của Bộ trưởng vẫn nên là đặt ở công việc nhiều hơn, loại chuyện như tặng quà này, thì không cần quan tâm nhiều. Cảm ơn. Trở về đi. Vu Đông lập tức gật gật đầu, nói, đúng vậy, Bộ trưởng Tề dạy bảo đúng. Tôi sẽ trở về để thúc giục tất cả mọi người làm việc chăm chỉ, tôi xin đi trước. Tề Đẳng Nhàn, cậu cũng không biết giữ Bộ trưởng Vu người ta ở lại ăn một bữa cơm. Kiều lão gia tử ho khan một tiếng, trầm giọng nói. Không cần, tôi vốn là tranh thủ chút thời gian tới đây, công ty đúng là có rất nhiều việc phải làm. Vu Đông vội vàng nói. Khoát khoát tay áo, trực tiếp rời khỏi nơi này. Vu Đông đi rồi, ở nhà họ Kiều, chỉ còn lại một khoảng không yên tĩnh, cả đám đều nhìn Tề Đẳng Nhàn. Kiều Quốc Đào đắc ý cười ha ha, nói tôi đã nói người cha có tài sẽ không sinh ra người con vô dụng mà. Mắt nhìn người của tôi sao có thể sai.
Tề Đẳng Nhàn, quả nhiên cậu có triển vọng mà. Mới tới Trung Hải mấy ngày thôi, cậu đã không tiếng động giữ chức vụ bộ trưởng bộ hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Cậu cũng không biết nói sớm một chút cho chú Kiều một tiếng, mọi người cũng sắp xếp ổn thỏa cho cậu, ăn mừng một phen. Tề Đẳng Nhàn nói, cháu chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, hơn nữa cháu cũng không hiểu việc làm ăn, chuyện quan trọng, đều là bộ trưởng Vu làm. Làm bộ trưởng tập đoàn Hướng Thị thì sao? Còn không phải làm việc cho Hướng Đông Tinh sao? Chính là, chẳng qua chỉ là một người làm thuê cao cấp mà thôi, một bộ trưởng lương nhiều nhất cũng chỉ có 100 vạn, miễn cưỡng trích thêm phần trăm cũng không hơn 200. Một tên bộ trưởng làm sao có thể so sánh với Lý Thiếu, người mà tương lai sẽ tiếp quản doanh nghiệp gia tộc? Còn không phải là đi làm thuê sao? Hướng Đông Tinh nói đá hắn liền đá hắn. Trong đám người, truyền đến một ít tiếng nói chua xót, nhưng mà, lại có thể nhận được một đám hùa theo. Cái gọi là cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn có lẽ chính là đạo lý này, nhất là cái Tề Đẳng Nhàn này bọn họ vẫn luôn khinh thường đột nhiên chiếm được uy quyền lớn như vậy, lại càng làm cho bọn họ hóa thành chanh chua. Kiều lão gia tử không khỏi ho khan liên tục, sắc mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới sự tình lại đảo ngược 180 độ như vậy. Tề Đẳng Nhàn vậy mà là người phụ trách bộ phận hạng mục, vậy nói như vậy, hợp đồng vừa bị ông ta xé rách, chỉ cần ký tên Tề Đẳng Nhàn, vậy là có hiệu lực pháp lý. Tập đoàn Kiều Thị, lập tức có thể có được hạng mục trị giá 120 triệu. Tề Đẳng Nhàn à, vừa rồi là ông nội quá xúc động, nói những lời không dễ nghe kia. Nhưng mà, cháu cũng không nên để trong lòng nha, ta cũng vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó. Sớm biết cháu có thành tựu như vậy, ông cũng sẽ không nói những lời này, cháu làm sao lại không nói sớm. Kiều lão gia tử cười ha hả đi lên, vỗ vỗ bả vai chờ nhàn rỗi, mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, nói cũng không ai tin, nói ra làm gì. Sắc mặt Lý Thiên Lạc cũng trở nên khó coi, lúc này, hạng mục 10 triệu trong tay hắn, có vẻ có chút keo kiệt đến đáng thương. Dù sao, Tề Đẳng Nhàn với tư cách là bộ trưởng bộ phận hạng mục của tập đoàn Hướng Thị, có thể đưa ra hạng mục 120 triệu cho Kiều Thị, anh ta cũng không lấy đâu ra được dự án lớn như vậy. Tề Đẳng Nhàn thấy thái độ nhã nhặn của Kiều lão gia tử lúc này, cũng không nói gì, hắn ở trong ngục giam lăn lộn lâu, hiểu rõ vô số tên gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Kiều Quốc Đào cũng đi ra giảng hòa, nói, đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn, lão gia tử vừa mới xúc động một chút, nhưng cũng thật là hận sắt không thành thép. Cậu chuẩn bị lại một phần hợp đồng kia, giao cho Thu Mộng là được, hạng mục này, toàn quyền để Thu Mộng phụ trách đi. Kiều Quốc Đào hòa giải, đồng thời cũng không quên cho Kiều Thu Mộng nắm quyền. Kiều lão gia tử nghe xong, chỉ có thể im lặng, nếu không Tề Đẳng Nhàn không vui, không lấy hạng mục này ra ngoài, người thua lỗ chính là Kiều Thị. Lý Thiên Lạc, anh nghe thấy chưa? Yêu cầu thua lỗ của anh, tôi sẽ không đồng ý, đừng lấy 10 triệu đó để uy hiếp tôi. Kiều Thu Mộng vào lúc này cuối cùng cũng có được sức mạnh để nói sự thật, lớn tiếng nói với Lý Thiên Lạc. Sắc mặt Lý Thiên Lạc khó coi, nhưng vẫn giả bộ rất thân sĩ, cười cười, nói, đã như vậy, tôi cũng không tiện ở lại lâu, quà đã đưa đến, còn có chút việc, tôi đi trước. Nói xong lời này, Lý Thiên Lạc đen mặt xoay người rời đi. Lần này, không thể làm cho Tề Đẳng Nhàn mất mặt, ngược lại trên mặt mình lại hung hăng bị đánh một cái. Nếu như nói lần trước trên tàu du lịch là bị đánh vào má phải, lần này, chính là bị đánh má trái. Chẳng qua anh chỉ là một tên bộ trưởng của tập đoàn Hướng Thị mà thôi, Lý gia muốn chơi anh, vẫn là trong giây lát. Lý Thiên Lạc sắc mặt dữ tợn, hung tợn nghĩ, sẽ không dễ dàng buông tha cho chuyện này. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn thoải mái nói, vừa rồi là ai nói tôi muốn có thể lấy ra hạng mục 100 triệu, lập tức quỳ xuống gọi ba. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Thanh Vũ. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ trắng bệch, vừa rồi cô ta là người hăng hái nhất, đòi đánh cược ai thua phải quỳ xuống gọi người khác là bố. Khụ khụ khụ, Đẳng Nhàn, làm người phải khoan dung độ lượng. Kiều Thanh Vũ cũng chỉ là suy nghĩ cho Kiều gia chúng ta nên mới nói ra những lời quá đáng như thế. Kiều lão gia tử vội lên tiếng hòa giải. Nếu lần này Kiều Thanh Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy, quỳ xuống gọi Tề Đẳng Nhàn là bố, thì về sau cô ta sẽ mất hết thể diện, đâu còn dám xuất hiện ở Kiều gia nữa. Kiều Thu Mộng cũng nói hôm nay là sinh nhật của ông nội, anh đừng làm quá lên.
Tề Đẳng Nhàn thấy bọn họ đều nói như vậy thì nhún vai, nói tôi hy vọng lão gia tử cũng có thể nhớ kỹ lời mình nói, làm người phải khoan dung độ lượng. Kiều lão gia tử nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy thì mặt đỏ lên, tức giận. Tiểu bối như cậu mà cũng dám lên mặt dạy đời ông. Nhưng tình thế hiện tại, Kiều gia muốn lấy được dự án từ tập đoàn Hướng Thị thì còn phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn, cơn giận này phải nhịn xuống. Được. Kiều lão gia tử cắn răng đồng ý, nhưng lúc này, ông ta cảm thấy trời đất choáng váng, cả người mềm nhũn ngã, rầm, trên mặt đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn, thằng chó này, mày cố ý chọc giận ông nội hay sao? Sao lại có loại con cháu bất hiếu thế này không biết? Ở tiệc mừng sinh nhật của ông nội lại chọc ông nội tức đến ngất xỉu. Kiều Thu Mộng, cô xem lại thằng chồng tốt của cô đi, thế mà lại khiến ông ấy tức thành như vậy. Kiều lão gia tử vừa ngã xuống, đám thân thích của Kiều gia lập tức mồm năm miệng 10 lên án, chỉ trích Tề Đẳng Nhàn, nói là do hắn khiến Kiều lão gia tử tức ngất. Tề Đẳng Nhàn nhìn xung quanh, bất đắc dĩ thấy nhiều không trách, thậm chí hắn đã sớm đoán được. Lần trước Kiều lão gia tử tới chơi, hắn đã phát hiện ra thân thể của lão gia tử có chỗ không ổn, có dấu hiệu như bị tà khí nhập thể. Bệnh bộc phát, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kiều Thu Mộng cũng sợ tới mức chân tay luống cuống, kêu lên mau gọi xe cứu thương đi. Đúng lúc này, Kiều Quốc Đống dẫn một người đàn ông chừng 30 tuổi đi vào, cười nói bố, xem con mời ai tới này. Đệ tử thân truyền của Tôn Thanh Huyền Đại Sư, Tôn Hữu Vi. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ ngã trên mặt đất, mặt không khỏi biến sắc, cả kinh nói ông cụ làm sao vậy? Không cần gọi xe cứu thương, bố tôi đã mời tới đồ đệ tài cao của Tôn Thanh Huyền Đại Sư, Tôn Hữu Vi. Lúc này Kiều Thanh Vũ rất là đắc ý nói. Kiều Quốc Đống vội vàng dẫn Tôn Hữu Vi đi lên phía trước. Tôn Hữu Vi nhìn Kiều lão gia tử ngã trên đất, không khỏi nhíu mày, nói hẳn là không phải bệnh nghiêm trọng gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôn Hữu Vi quỳ một gối xuống đất, từ trong ngực lấy ra một cây ngân châm rồi chuẩn bị châm huyệt cho ông ta. Tề Đẳng Nhàn chợt lắc đầu nói ông cụ bị tà khí nhập thể. Tà khí này không phải khí tà gây bệnh, nếu anh dùng ngân châm khai thông mạch, ngược lại sẽ khiến cỗ tà khí này thấm vào tạng phủ. Đến lúc đó, Tôn Thanh Huyền tới cũng không cứu được ông cụ. Lời này của hắn vừa nói ra, Tôn Hữu Vi không khỏi dừng tay, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Trẻ danh biết cái gì mà dám ở trước mặt tôi nói sằng nói bậy về y thuật. Tôn Hữu Vi cười lạnh. Tề Đẳng Nhàn, anh định hại chết ông cụ sao? Cố ý làm ông cụ tức đến ngất đi. Bây giờ lại ngăn cản Tôn Hữu Vi tiên sinh xem bệnh cho ông cụ, rốt cuộc anh có ý gì? Kiều Thanh Vũ gấp không chờ nổi vội vàng nhảy ra, chỉ vào Tề Đẳng Nhàn mà mắng. Ha 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 ha, thật đúng là buồn cười, thế mà lại dám ở trước mặt Tôn Hữu Vi tiên sinh ăn nói ngông cuồng. Người này đúng là cuồng vọng đến mức vô biên, cho rằng mình may mắn được lên làm trưởng phòng phòng dự án của tập đoàn Hướng Thị thì ở bất cứ lĩnh vực nào đều có quyền lên tiếng hay sao? Tôn Hữu Vi tiên sinh chính đệ tử thân truyền của Dược Vương Tôn Thanh Huyền tiên sinh, vậy mà có người lại dám dạy anh ta chữa bệnh. Người này tâm địa xấu xa, cố ý khiến ông cụ tức đến phát bệnh hẳn là để có thể thuận lợi cấu kết với Kiều Thu Mộng làm chuyện xấu, ngầm chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Kiều Thị. Mọi người càng nói càng khó nghe, còn quấn Kiều Thu Mộng vào. Kiều Quốc Đào nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vai Tề Đẳng Nhàn, nói Đẳng Nhàn, cháu đừng nói lung tung nữa. Từng kỹ năng đều có chuyên môn riêng, Tôn Hữu Vi tiên sinh chính là chuyên gia trong lĩnh vực y học. Anh ta tới khám bệnh cho ông cụ là phúc của Kiều gia chúng ta, cháu còn nói lung tung thì đừng trách chú cũng mắng cháu. Bàng Tú Vân nói đúng vậy, Tôn Hữu Vi tiên sinh mới là chuyên gia y học, một cảnh ngục nho nhỏ như cậu thì biết cái gì. Chạy sang một bên tự chơi đi. Đồ đệ của Tôn Thanh Huyền Đại Sư nhất định là bất phàm, hơn nữa danh sư xuất cao đồ. Cần một cảnh ngục nhỏ như cậu ở bên cạnh lại nhảy hướng dẫn chắc. Làm cảnh ngục thì thành thật về quê trông phạm nhân đi, ở trước mặt danh y làm màu cái gì? Gây sự chú ý sao? Loại người như cậu thật thú vị, sẽ không thật sự cho bằng bản thân dẫm phải vận cứt chó mà phát đạt một chút, Kiều gia chúng ta phải nhường nhịn nghe lời hắn chắc. Mọi người thuộc Kiều gia đều không cho là đứng, cực kỳ khinh thường. Nếu Trịnh Quang Minh ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ ngay cả dám cũng không dám thả. Nhưng mà, khi đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác về sự ưu việt, khinh thường hắn.
Tôn Hữu Vi nói Lâm Cụ chỉ là nhất thời ngất xỉu thôi, không có gì trở ngại. Tôi dùng ngân châm kích thích huyệt vị một chút, kích hoạt sức sống trong cơ thể là sẽ tỉnh ngay thôi. Mọi người nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hữu Vi đã giơ ngân châm lên, chuẩn bị đâm vào huyệt vị trên người lão gia tử. Nếu anh đâm chân thì sẽ kích thích tà khí chạy loạn, đến lúc đó, ông cụ sẽ không sống quá 7 ngày. Tề Đẳng Nhàn thình lình lên tiếng. Thằng khốn, mày còn dám nguyền rủa ông cụ. Muốn được người khác chú ý đến phát điên rồi hả, cái này cũng dám nói. Mày đừng tưởng rằng bây giờ mày có chút thành tựu, Kiều gia chúng ta phải nịnh bợ nghe lời mày, khôn hồn thì cút mau. Tôn Hữu Vi nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói sư thừa của tôi là Dược Vương Tôn Thanh Huyền Đại Sư. Xin hỏi sư phụ các hạ là ai mà dám nói ra lời ngông cuồng này? Sư thừa, Si Cheng, kế thừa, kế tục, kế nghiệp sư phụ. Tôi không có sư thừa, nhưng tôi biết, nếu anh không tin thì có thể để Tôn Thanh Huyền tới gặp tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp. Thật là buồn cười, tên ngốc này điên rồi hả? Vậy mà còn muốn gặp mặt Dược Vương tiên sinh. Có loại người này ở Kiều gia chúng ta mà cảm thấy mất mặt quá. Mẹ nó, đúng là cánh rừng lớn loài chim nào cũng có. Còn muốn để Tôn tiên sinh đến gặp hắn, đúng là chuyện hài buồn cười nhất mà tôi từng biết, sao không nói để thủ tướng đến gặp hắn chứ? Người Kiều gia liên tục lên tiếng công kích Tề Đẳng Nhàn đến nỗi coi hắn như không đáng một đồng. Kiều Thu Mộng cũng nhịn không được, mạnh mẽ kéo Tề Đẳng Nhàn lại gần, giận dữ nói Tề Đẳng Nhàn, đây là đệ tử của Dược Vương tiên sinh. Y thuật vô song, anh ở trước mặt anh ta ba hoa chích chòe cái gì? Nếu anh còn nói lung tung thì đừng trách tôi ly hôn với anh. Tùy cô, Tề Đẳng Nhàn nói rồi quay người bỏ đi. Nếu không phải Kiều Quốc Đào có ơn không nhỏ đối với bố hắn thì hắn mới lười đến để ý đám người này. Tuy trong lòng còn có một chút tình cảm với Kiều Thu Mộng, nhưng năm lần bảy lượt bị cô ta đối xử với thái độ ác liệt như vậy, dù tình cảm tốt đẹp cỡ nào cũng sẽ nhạt phai. Bất giác. Hắn nhớ tới người phụ nữ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mình, cô ấy dịu dàng biết bao. Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn rồi đi thì không khỏi sững sờ, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu nhưng không thể nói thành lời. Lúc này, Tôn Hữu Vi đã bắt đầu đâm ngân châm vào các huyệt vị trên người Kiều Lão Gia Tử. Kiều Lão Gia Tử tỉnh lại, nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, nói tôi làm sao vậy? Ông nội, vừa nãy ông ngất xỉu, đều do thằng chó Tề Đẳng Nhàn kia chọc giận ông. Kiều Thanh Vũ lập tức nói. Tôn Hữu Vi cười trấn an Kiều Lão Gia Tử rồi nói gần đây Lão Gia Tử quá mệt mỏi, ngày thường chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được, không có việc gì đâu. Kiều Thanh Vũ hử lạnh nói còn không đều do Kiều Thu Mộng không có tiền đồ, làm hại tập đoàn Kiều Thị thua lỗ quá nhiều, nếu không sao ông nội lại mệt mỏi như vậy. Kiều Thu Mộng bị câu nói này làm cho tức đến mức mặt đỏ lên. Tôn Hữu Vi tiên sinh không hổ là đệ tử thân truyền của Dược Vương Đại Sư. Tương lai kế thừa y bát của Dược Vương chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lần này may mà có Tôn Hữu Vi tiên sinh, nếu không, chúng ta thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Đúng vậy, Tôn Hữu Vi tiên sinh y thuật kinh người, không giống tên cảnh ngục nhỏ bé đến từ nông thôn kia, chỉ biết ba hoa chích chòe. Đám thân thích của Kiều gia khen y thuật của Tôn Hữu Vi không dứt miệng, suýt nữa khen anh ta thành trên trời mới có. Kiều Lão Gia Tử vừa mới ngồi dậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy trái tim quặn đau rồi nôn ra một ngụm máu đen, sau đó lại ngất xỉu trên ghế. Một màn này, trực tiếp khiến mọi người sợ tới mức hồn vía lên mây. Ngay cả Tôn Hữu Vi cũng kinh hãi, vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện tình trạng của Kiều Lão Gia Tử cực kỳ không thích hợp, dù anh ta đã dùng ngân châm đâm vào mấy huyệt vị nhưng Kiều Lão Gia Tử lại không có bất kỳ phản ứng gì. Bệnh của Kiều Lão Gia Tử có chút cổ quái. Tôi, để tôi gọi điện nhờ sư phụ tới đây. Tôn Hữu Vi cũng lo lắng xảy ra chuyện, không nói nhiều mà lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tôn Thanh Huyền. Tôn Thanh Huyền chạy đến, cũng không khỏi ngạc nhiên, loại chứng bệnh này ông cũng chưa từng gặp qua. Quái lạ, đôi lông mày trắng phau của Tôn Thanh Huyền nhăn lại, ông cẩn thận bắt mạch cho Kiều Lão Gia Tử hồi lâu vẫn khó có thể phỏng đoán nguyên nhân bệnh. Tôn Đại Sư, ông nội của tôi thế nào? Kiều Thu Mộng sợ hãi, rụt rè hỏi. Nếu Kiều Lão Gia Tử thật sự chưa gượng dậy nổi, đám thân thích của Kiều gia này, phỏng chừng thật sự sẽ quy tội cho Tề Đẳng Nhàn, khăng khăng cho rằng Tề Đẳng Nhàn làm ông cụ tức giận mới ra nông nỗi này. Tôn Thanh Huyền lắc đầu, nói bệnh này không có cách giải, tôi không thể làm gì được.
Mọi người lập tức xôn xao, cả đám đều thấy chấn động, thế mà lại có bệnh ngay cả Dược Vương Đại Sư cũng không thể trị. Tôn Thanh Huyền nói nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tôi biết một người, người đó hẳn là có biện pháp. Người đó là ai? Kiều Thu Mộng cuống quýt dò hỏi. Tề Đại Sư chữa khỏi cho thị trưởng Hoàng. Tôi đang chuẩn bị bái người này làm thầy, đến lúc đó, mời người đó tới khám chữa cho Kiều Lão gia tử, hẳn là không thành vấn đề. Tôn Thanh Huyền tràn đầy tự tin nói. Tôn Thanh Huyền tinh thông y thuật, nhưng ông tự nhận là đối phó với những bệnh nan y này, ông không bằng Tề Đẳng Nhàn. Gặp được tình huống của Kiều Lão gia tử, bất giác làm ông nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn nhất định có thể giải quyết. Tôn Hữu Vi cuống quýt nói đúng đúng đúng. Tề Đại Sư nhất định có thể chữa khỏi cho Kiều Lão gia tử. Lúc trước thị trưởng Hoàng bệnh nặng, Tề Đại Sư đá một cước vào ngực thị trưởng Hoàng, ngay tại chỗ lập tức chữa khỏi cho ông ấy. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, người đó thần kỳ như vậy sao? Nhưng nghĩ lại thấy lời này do chính hai thầy trò Dược Vương nói ra, như vậy, vị Tề Đại Sư này ắt hẳn có chỗ độc đáo. Vậy mong Tôn Tiên Sinh lập tức mời Tề Đại Sư đến khám bệnh cho ông nội. Kiều Thu Mộng vội cầu xin. Đừng vội, tuy hiện tại ông cụ đang hôn mê, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tôi còn chưa bái sư thành công, Tề Đại Sư không nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của tôi. Tính cách hắn khá cổ quái, Tôn Thanh Huyền nói. Tuy rằng mới chỉ gặp Tề Đẳng Nhàn hai lần, nhưng Tôn Thanh Huyền rất rõ ràng tính tình đối phương không tầm thường, tùy tiện mở miệng đề nghị thì chỉ sợ không có hiệu quả. Tôn Thanh Huyền nói tôi đã nhờ thị trưởng Hoàng tổ chức một đại hội cho tôi vào 3 ngày nữa. Định bái sư ở đó, sau khi bái sư, tôi sẽ lập tức mời Tề Đại Sư tới khám chữa cho Kiều Lão gia tử. Hiện tại tôi kê tạm mấy đơn thuốc, các người mỗi ngày đúng hạn cho ông cụ dùng. Trong lúc nói chuyện, Tôn Thanh Huyền bắt đầu kê đơn. Mọi người nghe thấy ông nói vậy thì khẽ thở phào. Không ngờ trên thế giới này còn có đại sư có y thuật lợi hại hơn Dược Vương Đại Sư, đúng là được mở mang tầm mắt. Có thể làm Dược Vương tôn sùng như thế. Người này hẳn là cao thủ trong giới y học, chúng ta nhất định phải lấy lòng nịnh bợ thật tốt. Đúng vậy, có thể mượn cơ hội này kết duyên với Tề Đại Sư, không thể nghi ngờ đây là chuyện tốt nhờ họa được phúc. Cùng là họ Tề, sao lại có chênh lệch lớn thế? Một người chỉ biết ba hoa bốc phét, một người lại là bác sĩ thiên tài khiến Tôn Đại Sư cũng nể phục muốn bái sư. Hoa Quốc có hơn 1 tỷ dân, người có họ Tề không đến 10 triệu thì phỏng chừng cũng có 1 triệu. Không có người sẽ liên hệ vị Tề Đại Sư trong miệng Tôn Thanh Huyền với một cảnh ngục nhỏ đến từ nhà tù U Đô như Tề Đẳng Nhàn. Sau khi kê đơn thuốc xong, Tôn Thanh Huyền dặn dò mỗi ngày đun 1 tiếng rưỡi, sau khi để nguội thì đút cho ông cụ uống, có thể kéo dài mạng sống. Chờ đến khi đại hội bắt đầu, tôi sẽ mời các người đến. Lúc đó các người mang theo ông cụ đến tham gia đại hội đi. Cho dù tôi bái sư không thành công thì cũng có thể thuận tiện cầu Tề Đại Sư ra tay hỗ trợ. Có người bệnh ở trước mắt, y giả nhân tâm, hắn hẳn là sẽ không từ chối. Tôn Hữu Vi cũng sợ Kiều Lão gia tử xảy ra chuyện, người Kiều gia tìm anh ta gây phiền toái, vội vàng nói sư phụ tôi nói không sai, có Tề Đại Sư ra tay, cho dù là Diêm Vương tới lấy mạng thì cũng không thể mang Kiều Lão gia tử đi. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Đám người Kiều gia cảm kích gật đầu. Kiều Quốc Đào khom người tiễn Tôn Thanh Huyền, nói làm phiền Tôn Tiên Sinh. Vạn mong Tôn Tiên Sinh để tâm chuyện này, Kiều gia vô cùng cảm kích. Tôn Thanh Huyền cười, đáp yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp các người xin Tề Đại Sư ra tay. Nói xong, Tôn Thanh Huyền phất tay, dẫn theo Tôn Hữu Vi rời khỏi Kiều gia. Tề Đẳng Nhàn đang đi bộ trở về Vân Đỉnh Sơn Trang, trong lòng có chút không thoải mái, phân vân có nên gọi Lý Vân Uyển ra tâm sự hay không. Ấy, mình bị sao thế này? Vì sao không vui lại nghĩ đến tìm người phụ nữ ảnh hưởng tốc độ rút đao của mình để tâm sự chứ? Trước kia mình không vui thì chỉ là muốn bắt phạm nhân nghịch ngợm nào đó treo lên đánh một trận hả giận mà thôi. Tuy cô ta ngực lớn chân dài, cũng rất xinh đẹp, nhưng như vậy không tốt, không tốt. Cô ta là bạn thân của Kiều Thu Mộng mà. À, số điện thoại của cô ta là bao nhiêu nhỉ? Chân dài hay không không quan trọng, chủ yếu là mình muốn tìm một người nào đó để trò chuyện. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, tay đã bất giác thò vào trong túi lôi điện thoại ra. Kít! Một chiếc xe thể thao bỗng hất đuôi dừng lại trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Tề Đẳng Nhàn, sao anh không chủ động liên lạc với tôi? Cửa sổ xe bị hạ xuống,
lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, một đầu tóc ngắn hiên ngang mà lại rất ngốt. Hoàng tiểu thư, Tề Đẳng Nhàn lễ phép cười chào hỏi, không có việc gì thì sao có thể liên hệ chứ? Hoàng Tình Ca cười hỏi lại, không có việc gì thì không thể liên hệ à? Một mình anh thôi hả? Mau lên xe, tôi dẫn anh đi uống rượu. Anh giúp tôi chuyện lớn như vậy, ta còn chưa mời anh uống rượu cảm ơn anh đâu. Tề Đẳng Nhàn nghĩ một chút, nhét điện thoại vào túi rồi lên xe của Hoàng Tình Ca. Quán bar mà Hoàng Tình Ca chọn không phải chỗ nào khác, chính là quán bar do chị Tĩnh mở mà lần trước Tề Đẳng Nhàn tới. Xem ra quán bar này ở Trung Hải thật đúng là rất nổi tiếng, phàm là người có thân phận địa vị thì đều thích tới quán bar này uống rượu. Hoàng Tình Ca dẫn theo Tề Đẳng Nhàn đi vào trong quán bar, thấp giọng nói, mấy người bạn này của tôi vẫn chưa biết thân phận cụ thể của tôi, anh đừng nói ra làm gì. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe thấy thì cười, cải trang vi hành sao, cô định làm gì thế? Hoàng Tình Ca lắc lắc đầu, nói tôi chỉ cảm thấy nếu bày ra thân phận bối cảnh thật sự của bản thân thì sẽ không quen biết được mấy người bạn thật lòng thật tình. Nhưng tôi đã sớm biết rồi, Tề Đẳng Nhàn nói. Cái đó không giống với anh. Hoàng Tình Ca khẽ cười, trong tiếng nói mang theo vài phần cảm giác làm nũng. Hoàng Tình Ca là phụ nữ thuộc dạng người đẹp ngọt ngào. Phong cách toàn thân thiên về hướng tiểu thư khuê các ôn nhuận điềm đạm. Tình ca của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi. Tự bế lâu như vậy, tốt xấu gì cũng chịu mở cửa nhìn mặt trời rồi. Hoàng Tình Ca vừa đến thì các bạn bè của cô ta ở hiện trường đã cực kỳ nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Có thể thấy rằng Hoàng Tình Ca ở trong vòng tròn này vẫn rất được hoan nghênh. Mọi người phần lớn đều không biết rõ bối cảnh của cô ta nhưng cũng có thể suy đoán một hai khẳng định rằng gia đình của Hoàng Tình Ca không hề tầm thường, hơn nữa cô ta cũng không hề làm cao nên mọi người đều rất thân thiết với cô ta. Vị này là, thấy Hoàng Tình Ca còn dẫn theo một người đàn ông mặc tây trang đi giày da xuất hiện, mọi người đều hơi nhíu mày. Hoàng Tình Ca vừa định chuẩn bị giới thiệu Tề Đẳng Nhàn một chút thì có một người đàn ông âm dương quái khí nói, đã muộn như này còn ăn mặc tây trang tới đây. Liệu không phải là người bán bảo hiểm muốn đẩy mạnh tiêu thụ ở vũ trường đấy chứ? Tề Đẳng Nhàn hơi nhướng mày, không để ý đến. Hoàng Tình Ca cũng không để trong lòng, giới thiệu, hắn là Tề Đẳng Nhàn, là bạn tốt của tôi, làm việc trong tập đoàn Hướng Thị. Hôm nay tôi gặp được hắn ở trên đường nên tiện dẫn hắn tới đây chơi một chút, hy vọng mọi người cho tôi chút mặt mũi. Hoàng Tình Ca đã mở lời thì mọi người cũng không tiếp tục đâm chọc Tề Đẳng Nhàn nữa. Chẳng qua vẫn có một số người vẫn nhìn hắn với ánh mắt không có ý tốt. Hoàng Tình Ca có tiếng là nữ thần ở trong giới, là đàn ông thì đều có một chút suy nghĩ với cô ta. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng Tình Ca dẫn theo đàn ông xuất hiện ở trong vòng của bọn họ. Hoàng Tình Ca lôi kéo Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống trên sofa, vừa lúc hai người dựa gần với nhau. Lần trước trên tàu chở khách đó có phải là Lý Thiên Lạc gây sự với anh không? Anh đánh vào mặt người ta như vậy. Xong việc liệu người ta có tìm anh trả thù hay không? Hoàng Tình Ca hỏi. Cô cũng biết rồi hả? Vậy còn không chủ động giải quyết giúp tôi đi? Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu đáp, tại cô tìm tôi khiêu vũ nên tôi mới tai bay vạ gió như vậy đấy. Hoàng Tình Ca nhấp môi cười khẽ, bưng ly lên cùng ly với Tề Đẳng Nhàn. Người đàn ông vừa mới âm dương quái khí kia lại nói, mấy người có biết chủ nhân sau màn của quán bar này là ai không? Chị Tĩnh cũng là người phụ nữ mà anh ta che chở đấy. Ai vậy? Tạ Cương anh mau nói nghe thử một chút. Có người tò mò hỏi. Người này chính là khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn ở tỉnh Đông Hải chúng ta, Diệp Phong tiên sinh. Tạ Cương hạ giọng, ra vẻ thần bí nói. Mọi người nghe xong cũng trầm trồ lên. Hóa ra Diệp Phong tiên sinh chính là người đứng sau quán bar này sao? Khó trách chị Tĩnh có mặt mũi lớn như vậy. Ai thấy cô ta cũng đều phải nhường nhịn ba phần. Đúng vậy, Diệp Phong tiên sinh dù sao cũng không phải người thường mà là khách mời đặc biệt của Long Môn, Tạ Cương anh có thể nghe được tin tức này đúng là lợi hại thật. Không nghĩ tới tin tức của tên nhãi Tạ Cương này lại linh thông như vậy, nếu chúng ta có thể gặp mặt Diệp Phong tiên sinh một lần, uống với anh ta hai ly rượu thì tốt biết mấy. Đem ra ngoài nói cũng hãnh diện bao nhiêu. Mọi người đều sôi nổi cảm thán. Đồng thời cũng cảm thấy Tạ Cương có những quen biết rất rộng, đến loại tin tức như này cũng có thể biết được, đối với anh ta thêm bội phục vài phần. Tạ Cương giạt rào đắc ý nói, chuyện này mấy người đừng truyền ra ngoài. Bằng không nếu để Diệp Phong tiên sinh biết chỉ sợ sẽ nói tôi chỉ biết khoa môi múa mép. Nếu có cơ hội anh ta mà tới quán bar thì tôi sẽ mời anh ta tới đây, chúng ta cùng nhau uống hai ly.
Các đồng bạn nghe thấy lời này thì càng thêm hâm mộ anh ta, đều sôi nổi kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Cương có thể có quan hệ với loại người như Diệp Phong tiên sinh. Trương Nhu, cô tới rồi sao? Đột nhiên Tạ Cương đứng dậy tiếp đón một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một thân váy đen, ngũ quan tinh xảo, quả thực là mỹ nữ khiến người phải ngước mắt. Cô ta thấy Tạ Cương đứng dậy đón tiếp mình thì cười nói, Tạ Thiếu cũng ở đây sao, dẫn theo nhiều bạn bè tới ủng hộ như vậy. Cảm ơn anh. Trong khi Trương Nhu nói chuyện thì tiện tay bưng một ly rượu lên cạn chén với Tạ Cương. Tôi là Trương Nhu, em gái của Trương Tĩnh, quán bar này về sau sẽ dần dần do tôi tiếp quản, hy vọng các vị bạn bè nể mặt tới chơi nhiều lần chiếu cố sinh ý giúp tôi. Trương Nhu bưng ly rượu ngồi đối diện với vòng người cười nói. Nhất định, nhất định. Hóa ra là em gái của chị Tĩnh sao, chúng tôi nhất định sẽ tới ủng hộ thường xuyên. Số của Tạ Cương may thật, quen biết luôn cả em gái của chị Tĩnh, thật đúng là khiến người bội phục. Mọi người đều sôi nổi đứng dậy uống rượu với Trương Nhu, ngay cả Hoàng Tình Ca cũng nể tình đứng dậy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại vẫn cứ ngồi đó, chỉ tùy ý nâng ly lên uống một ngụm. Tươi cười trên mặt Tạ Cương cứng lại, lạnh giọng nói, tên bán bảo hiểm kia, cô Trương Nhu tự mình lại đây kính rượu, sao anh lại không cho người ta mặt mũi như vậy? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi đã uống rồi đấy thôi. Anh không có chân sao? Không đứng dậy nổi có phải hay không? Tạ Cương lạnh lùng hỏi. Tâm trạng của tôi đang không tốt, đừng tới trêu chọc tôi. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm đáp lại, đặt ly rượu về mặt bàn. Hoàng Tình Ca ho khan một tiếng, nói, hắn hơi xấu tính một chút, hơn nữa hôm nay đúng thật gặp chuyện không vui, Tạ Cương, và cả cô Trương Nhu đây nữa, hy vọng mọi người không để trong lòng. Sẽ không, tuy rằng Trương Nhu có chút không vui nhưng vẫn cười gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chỉ là một tên phế vật bán bảo hiểm thôi mà, kiêu ngạo cái gì cơ chứ, nếu không phải hắn đi theo đoàn người của Tạ Cương thì chỉ sợ đến tư cách uống rượu ở quán bar này cũng không có. Mọi người cũng cực kỳ bất mãn đối với Tề Đẳng Nhàn. Em gái của chị Tĩnh tự mình lại đây mời rượu, vậy mà hắn lại dám không cho người ta mặt mũi, cứ việc ngồi trắng trợn như vậy. Hoàng Tình Ca đã lên tiếng thì Tạ Cương cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau khi uống rượu xong thì hàn huyên thêm vài câu với Trương Nhu rồi mới ngồi xuống. Tình Ca, về sau cô đừng dẫn theo loại người như này tới mấy buổi tụ họp của chúng ta nữa. Quá đề cao bản thân là một chuyện. Ngay cả em gái của chị Tĩnh tới đây mời rượu mà hắn cũng không thèm đứng dậy cho người ta chút mặt mũi. Tạ Cương cười lạnh nói, cực kỳ căm thù Tề Đẳng Nhàn. Mọi người cũng đều gật đầu, bản thân mấy người đàn ông trong vòng cũng đều khó chịu khi thấy Hoàng Tình Ca dẫn theo một người đàn ông tới đây, sự việc vừa rồi cũng vừa hay để bọn họ lấy cớ làm khó dễ một chút. Hoàng Tình Ca bị nói thì có chút xấu hổ, Tề Đẳng Nhàn lại nói, ai tới tôi cũng đều phải đứng dậy mời rượu. Anh để Trương Tĩnh tự mình lại đây xem thử cô ta có dám để tôi tự mình mời rượu cô ta hay không. Anh gọi Diệp Phong tới đây, tôi xem anh ta có dám để tôi mời rượu anh ta không. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn chưa phải chịu mệt gì ở Kiều gia nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện không vui với Kiều Thu Mộng, khiến cho tâm trạng hiện giờ của hắn cực kỳ không tốt. Đụng phải Hoàng Tình Ca bị cô ta lôi kéo tới đây uống rượu, cứ nghĩ sẽ có cái gì vui, không ngờ lại lòi ra một đống cứt chó là Tạ Cương này. Những lời này của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp khiến một vòng người đều trợn mắt há hốc mồm, một đám đều á khẩu không trả lời được. Tôi nghe thấy gì vậy? Ha ha ha, thật là buồn cười. Sau một lát, mọi người đều nhịn không được cười ầm lên. Người nào có thể khiến Diệp Phong và Trương Tĩnh cùng nhau mời rượu? Dù sao mọi người cũng chưa ai từng thấy. Nghe thấy mấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì đều cảm thấy nực cười. Người này vì ra vẻ mà cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng được thật. Đi soi lại nước tiểu một chút bộ dạng người bán bảo hiểm này của anh như thế nào đi, nghĩ lại xem chính mình nói mấy lời ngu xuẩn như vậy liệu có thích hợp hay không. Tạ Cương châm biếm nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy tiếp tục ngồi uống rượu với những người này chẳng có gì thú vị cả, vừa mới chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì lập tức có một người đàn ông tới đứng chắn trước bàn. Nhị đương gia, sao cậu tới quán ba chơi cũng không nói trước với tôi một tiếng vậy? Người đàn ông này đúng là Diệp Phong, anh ta mặc một thân trang phục giản dị cười hì hì trực tiếp ngồi xuống. Ừ, Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày, tôi đi đâu thì đều cần phải báo lại cho anh một tiếng sao? Cái này thì không phải. Diệp Phong hoảng sợ, không biết vì sao khi nói chuyện mà hỏa khí của Tề Đẳng Nhàn lại lớn như vậy.
Tạ Cương thấy Diệp Phong đến thì nhìn không được nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, lại là con chó con mèo nào lưu lạc tới đây vậy? Tình ca, cô nhìn lại bạn cô xem, tố chất quá thấp rồi. Hắn lại dám tùy tiện kéo một người tới tham gia tụ họp của chúng ta như vậy. Có hỏi qua chúng ta một tiếng hay chưa? Diệp Phong nghe thấy mấy lời này thì không vui, nhưng Tề Đẳng Nhàn đang ở trước mắt nên cảm thấy những người này đều là bạn bè của Tề Đẳng Nhàn, cũng không tiện đắc tội nên cũng giả vờ như không nghe thấy gì cả. Sắc mặt của Hoàng Tình Ca cũng khó coi hẳn lên, nói ít lại một chút, nếu mấy người còn nói thêm thì về sau tôi sẽ không tới nữa. Thấy Hoàng Tình Ca nói đến mức nghiêm trọng như vậy thì Tạ Cương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không mở miệng châm chọc Tề Đẳng Nhàn nữa. Diệp Phong cười cười với Tề Đẳng Nhàn, nhị đương gia, lần trước chiêu đãi cậu không được chu toàn, lần này cậu nhất định phải uống thêm hai ly đấy. Nếu không tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu, uống phí công sức chiếu cố của cậu với tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy người quen rồi thì cũng không nóng nảy rời đi nữa mà bưng ly rượu lên chạm ly với Diệp Phong, uống một ngụm. Thật sự là tới cọ ké rượu sao? Tạ Cương thấy một màn như vậy thì khinh thường đầy mặt, bản thân mình tới cọ ké rượu còn chưa tính lại còn muốn dẫn theo người tới cọ cùng, cũng không sợ mất mặt sao? Diệp Phong lại cười nói với mọi người, rượu hôm nay mọi người cứ uống thoải mái, hóa đơn hôm nay tôi miễn phí cho mọi người. Ha ha ha, anh miễn phí hóa đơn cho chúng tôi. Anh là ai vậy chứ? Là ông chủ của quán bar này sao? Tạ Cương kinh thường mà phá lên cười. Anh biết ông chủ của quán bar này là ai không? Nói ra sợ dọa chết anh. Diệp Phong hơi xấu hổ mà sờ sờ mũi của mình, không nghĩ tới danh tiếng của mình lại lớn như vậy, nói ra cái tên thôi cũng có thể dọa chết người được. Một người phụ nữ xinh đẹp nói, Tạ thiếu cần anh phải tới thanh toán hóa đơn sao? Người ta chính là người mà ngay cả Trương Nhu cũng phải tới đây mời rượu, là bạn bè với chị Tĩnh, thậm chí còn biết cả Diệp Phong tiên sinh. Anh cứ ngồi đấy thành thành thật thật uống rượu của anh đi. Chỉ cần anh không kiêu ngạo làm ra vẻ thì anh có cọ ké mấy chai rượu ngon đi nữa, Tạ thiếu cũng sẽ không so đo gì với anh. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu hỏi, anh biết anh ta sao? Không quen biết, Diệp Phong cười khổ. Tạ Cương nhàn nhạt nói với Diệp Phong, nếu đã tới rồi thì cũng không cần phải khách sáo quá làm gì, nên ăn thì ăn, nên uống cứ uống, việc thanh toán không phiền, cũng không tới lượt anh phải suy nghĩ nhiều. Nếu vận khí của anh tốt thì khi nào Diệp Phong tiên sinh tới quán bar, tôi sẽ mời anh ta tới đây uống hai ly, nói không chừng anh cũng có cơ hội mời người ta một ly. Loại chuyện như này nếu truyền ra ngoài chính là vinh hạnh cả đời đối với anh. Diệp Phong rõ ràng bị Tạ Cương nói làm nghẹn một chút, ách. Cảm ơn. Không cần khách sáo, chỉ cần anh đừng giống người nào đó rất thích ra vẻ thì cũng không thể không làm bạn bè được với tôi. Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy như này chơi mới càng hay. Cũng không biết là ai từ đầu tới giờ vẫn luôn ra vẻ kiêu ngạo vậy. Hoàng Tình Ca cũng không để ý tới mũi nhọn của Tạ Cương, bưng ly rượu tìm Tề Đẳng Nhàn uống rượu, lại tìm ra mấy viên xúc sắc tới chơi trò chơi. Xem ra lâu rồi tôi không ra ngoài nên mọi người đều đã thay đổi, lần sau nếu tìm anh thì tôi sẽ tìm địa điểm thích hợp khác. Hoàng Tình Ca ngượng ngùng cười cười. Không sao đâu, một tên nhãi nhép mà thôi, cứ kệ anh ta nhảy nhót lung tung đi. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn đã uống không ít rượu, cả người đã tiến vào trạng thái hơi say, cảm giác đã thả lỏng hơn rất nhiều. Chị Tĩnh lại đúng lúc này xuất hiện, dù sao thì cô ta rất không yên tâm nếu giao quán bar này cho Trương Nhu nên ngẫu nhiên vẫn sẽ ghé qua nhìn một chút, chờ đến khi Trương Nhu hoàn toàn nắm được trong lòng bàn tay rồi thì cô ta sẽ không phải quản những việc này nữa. Vị kia chính là chị Tĩnh phải không? Lúc trước quán bar này vẫn luôn do cô ấy quản lý. Thật sự rất xinh đẹp nha. Có người nhìn thấy Trương Tĩnh thì nhìn không được thấp giọng hô. Tạ Cương gật gật đầu, nói, không sai, vị này chính là chị Tĩnh đại danh đỉnh đỉnh. Người tới đây uống rượu không cần biết là ai, nhìn thấy cô ấy đều sẽ cho ba phần mặt mũi, mời cô ấy một ly rượu. Mấy người cũng không cần phải nháo nhào lên như vậy, chị Tĩnh không thích ầm ĩ, nên an tĩnh điệu thấp một chút. Đợi lát nữa chị Tĩnh qua đây thì tôi mời cô ấy một ly. Sau đó sẽ giới thiệu với mấy người. Mọi người nghe thấy thì đều hưng phấn liên tục gật đầu, một đám đều cảm thấy Tạ Cương thần thông quảng đại, vậy mà có thể giới thiệu chị Tĩnh cho bọn họ làm quen. Đợi lát nữa lúc mời rượu chị Tĩnh thì người nào đó không có mắt cũng đừng tiếp tục ngồi, nếu chọc giận chị Tĩnh thì tôi cũng không cứu được đâu.
Tạ Cương nói nhưng mắt lại nhìn về hướng của Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Tình Ca thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tề Đẳng Nhàn, nếu không chúng ta đi trước đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Diệp Phong, nhịn không được có chút buồn cười, nói, đừng vội hoảng hốt, đợi chốc nữa có việc hay để xem đấy. Chị Tĩnh. Đúng lúc này Tạ Cương lại hô to một tiếng, bưng ly rượu tới. Trương Tĩnh đang nói chuyện với Trương Nhu, nghe thấy tiếng của Tạ Cương thì cười ha hả dẫn theo Trương Nhu tiến lên, nói Tạ thiếu thật đúng là đã lâu không gặp nha. Tạ Cương lấy một chiếc ly sạch sẽ đến rót cho Trương Tĩnh một ly rượu, cười nói chị Tĩnh, đã lâu không gặp, tới, tôi mời cô một ly. Cảm ơn Tạ thiếu, về sau quán bar này sẽ giao cho em gái Trương Nhu của tôi tiếp quản. Khả năng một tháng tôi tới không được mấy lần, hy vọng anh tới ủng hộ nhiều hơn. Trương Tĩnh mỉm cười nói, giơ tay che chén chạm ly với Tạ Cương. Ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tạ Cương uống một hơi cạn sạch. Tạ Cương lại rót thêm một chén nói với các đồng bạn, tới tới tới, mọi người đều lên đi, mỗi người mời chị Tĩnh một ly. Về sau cùng nhau tới ủng hộ cô Trương Nhu nhiều thêm một chút. Mọi người đều bưng ly rượu tới, sôi nổi tự giới thiệu tên của mình. Trương Tĩnh đều mỉm cười gật đầu đáp lời. Trương Nhu chú ý thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn không đứng dậy thì hừng lạnh một tiếng, mày liễu cau lại, sắc mặt có chút không vui. Tạ Cương cũng chú ý tới, sắc mặt đen lại, nói anh vẫn không đứng dậy nổi phải không? Hả, cả anh nữa, làm gì mà cũng ngồi, thật cho rằng chính mình là đại lão đúng không? Được mời rượu chỉ tính chính là vinh hạnh của mấy người. Diệp Phong lại ngay lúc này bất đắc dĩ cười cười, đứng lên uống thì không cần, mọi người ngồi xuống đi. Trương Tĩnh và Trương Nhu lúc này mới chú ý tới Diệp Phong ngồi, lập tức sửng sốt, không nghĩ tới anh ta cũng xen lẫn ngồi ở trong nhóm người này. Anh là cái thá gì? Dám nói chuyện với chị Tĩnh như vậy? Mời rượu cũng không đứng dậy nổi sao? Có phải hay không cần tôi dạy lại anh cách làm người? Tạ Cương tức giận quát. Diệp Phong bình tĩnh nói, Tiểu Tĩnh. Tiểu Nhu, đều ngồi xuống đi. Tiểu Tĩnh. Mọi người nghe thấy xưng hô này của Diệp Phong thì gần như đều bị dọa tè cả ra quần. Thật là người như nào thì sẽ quen biết bạn bè kiểu đó mà, họ Tề kia thích ra vẻ, người bạn này hắn dẫn tới cũng không tốt hơn so với hắn ở điểm nào cả. Mẹ nó, vất vả lắm mới làm quen được với chị Tĩnh, nếu chị Tĩnh bởi vì tên nhãi nhép này mà tức giận thì tìm người nhét hai tên này vào bao tải rồi thả xuống biển cho chết chìm đi. Đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, hai người đều không phải là thứ gì tốt. Trương Tĩnh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thì Diệp Phong lại vỗ vỗ đùi của mình, cười nói em ngồi chỗ nào đấy. Trương Tĩnh liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, sau đó thản nhiên ở trên đùi anh ta mà ngồi xuống. Một màn này trực tiếp khiến mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Chỉ tính vậy mà lại ngồi xuống ở trên đùi người đàn ông này. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tiểu Tĩnh, còn không mau mời rượu nhị đương ra đi. Diệp Phong có chút không thoải mái nhắc nhở một câu. Trương Tĩnh phục hồi tinh thần, vội vàng cầm chai rượu tới rót rượu cho Tề Đẳng Nhàn, cười nói, nhị đương ra, lần trước đã đắc tội với cậu nhiều, không nghĩ tới cậu có thể tới thăm quán bar của chúng tôi thêm lần nữa, thật là vinh hạnh. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, không sao, tôi đã uống rồi, không muốn uống nữa. Trương Tĩnh cũng không ngại. Tự mình cầm chai rót đầy ba ly rượu uống cạn, mặt đẹp đều nổi lên một tầng dáng hồng, nói, nếu nhị đương gia không muốn uống thì thôi, tôi đây đành kính trước ngài. Nói xong cô ta quay đầu đưa ly cho Trương Nhu, rót đầy ba ly khác, nói Tiểu Nhu, mời nhị đương gia ba ly. Trương Nhu cực kỳ chấn kinh, người này có địa vị gì vậy? Có thể khiến chị gái của mình tự mời rượu, hơn nữa hình như còn có quan hệ không tồi với anh rể nữa. Trương Nhu không dám nói nhiều, bưng ly rượu lên uống cạn ba ly, ngược lại không nói thêm gì. Nhìn một màn trước mắt này khiến mọi người như bị sét đánh, một đám mãi không hồi thần được. Rượu hôm nay mọi người uống thoải mái, tôi nể mặt mũi của nhị đương gia, sẽ miễn hóa đơn cho mọi người. Trương Tĩnh lại cười nhạt nói thêm một câu. Giờ phút này, trên mặt Tạ Cương miễn bản có bao nhiêu xuất sắc, một chút khiếp sợ, một chút sợ hãi, một chút đờ đẫn. Thay đổi chóng mặt như đang diễn kịch. Diệp Phong lúc này mới cười với mọi người, nói cảm ơn các vị cho Tiểu Tĩnh nhà tôi mặt mũi như vậy, đến quán ba này uống rượu. Tới, Diệp Phong tôi ở chỗ này, cùng mọi người uống một ly. Diệp Phong, ngài chính là Diệp Phong tiên sinh sao? Mẹ ơi!
Diệp Phong tiên sinh là bạn bè với Tề Đẳng Nhàn, chủ động tìm chúng ta uống rượu, còn miễn phí hóa đơn cho chúng ta. Này này này, thật không thể tin được. Mọi người đều một trận khiếp sợ, sau đó sôi nổi bưng ly rượu lên, thật cẩn thận bồi Diệp Phong uống xong một ly. Tạ Cương đều sắp khóc rồi, vừa rồi vẫn luôn ra vẻ, thậm chí còn nói muốn giới thiệu Diệp Phong cho bọn họ quen biết, kết quả Diệp Phong lại ngồi ở ngay đây, hơn nữa còn nịnh bợ Tề Đẳng Nhàn. Diệp tiên sinh, tôi mời ngài một ly. Tạ Cương bưng ly rượu lên nơm nớp lo sợ nói. Thôi đừng, nhị đương gia còn đang ở đây, cậu ấy không uống, tôi dám tiếp rượu anh mời sao? Diệp Phong lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ Tề Đẳng Nhàn. Trương Nhu nhìn một này thì cực kỳ khó hiểu, không biết người anh rể đỉnh thiên lập địa ở trong mắt này sao lại sợ hãi Tề Đẳng Nhàn nhìn vô hại như vậy. Tươi cười trên mặt Tạ Cương cứng đờ, căng ra đầu nở nụ cười với Tề Đẳng Nhàn, Tề tiên sinh, vừa rồi tôi miệng thối đã đắc tội ngài, tôi xin mời ngài một ly. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói tôi đã uống đủ rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, tâm ý tôi nhận là được. Ách, là, Tạ Cương không dám nói nhiều. Ngay cả Diệp Phong cũng phải tôn kính như vậy với Tề Đẳng Nhàn, vậy Tề Đẳng Nhàn không phải là nhân vật nhỏ mà NS ta có thể đắc tội nổi. Ngẫm lại những biểu hiện vô tri ngu xuẩn của mình lúc nãy, hiện giờ tựa như một cái tát vô hình hung hăng vả lại trên mặt mình. Vô thanh vô tức, nhưng mặt thật sự rất là đau mà. Tạ Cương cúi đầu thật thấp xuống, khả năng cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu dậy nổi ở trước mặt Hoàng Tình Ca nữa. Cô Hoàng, tôi không uống nữa, đi trước đây, cảm ơn vì đã chiêu đãi. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy sửa sang lại vạt áo một chút, cười đi ra ngoài. Hoàng Tình Ca cũng đứng dậy, nói tôi cũng thấy không khác nhau lắm, tôi và anh cùng nhau đi thôi. Diệp Phong và Trương Tĩnh lẫn Trương Nhu cuống quyết đứng dậy đưa tiễn, miễn phải chậm trễ. Đám người Tạ Cương ngồi yên tại chỗ, trên mặt đầy xấu hổ và hoảng sợ. Cái tên bán bảo hiểm này sao có thể có địa vị lớn như vậy? Tạ Cương dở khóc dở cười, phát hiện tay và chân của mình đều có chút nhũn ra. Sau khi tiễn Hoàng Tình Ca và Tề Đẳng Nhàn ra khỏi cửa quán ba rồi, Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng tiễn được vị ma vương này đi rồi, ở chung với hắn đúng là khiến người ta phải nơm nớp lo sợ mà. Anh rể, người đó là ai vậy? Sao em cảm thấy anh rất sợ hắn thế? Trương Nhu không nhịn được hỏi. Sợ, rõ ràng là lão tử sợ đến muốn chết đi được. Diệp Phong nhịn không được trợn trắng mắt, về sau nếu hắn lại tới quán ba thì đều miễn phí hóa đơn cho hắn. Tiểu Nhu em cũng đừng đắc tội hắn, người này không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào được. Nói xong lời này, Diệp Phong ôm Trương Tĩnh cùng nhau rời đi. Trong lòng Trương Nhu nhịn không được có chút tò mò. Anh rể Diệp Phong nhà mình đã quý vì là khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn rồi, người như nào mà ngay cả anh ta cũng không thể trêu vào vậy. Có muốn thử xem có bắt được hắn hay không đây? Trong lòng Trương Nhu ngo ngoe dục dịch xúc động soi gương một chút. Dáng người không hề kém cạnh người phụ nữ tên Hoàng Tình Ca kia tí nào, khuôn mặt nhiều nhất kém nửa phần mà thôi, nhưng được cái thắng cô ta ở điểm là một người phụ nữ thành thục quyến rũ vũ mị, đây là thứ mà tiểu thư khuê các như Hoàng Tình Ca không hề có. Bên kia, Hoàng Tình Ca đang nghĩ muốn lái xe nhưng lại bị Tề Đẳng Nhàn khuyên can. Uống rượu không thể lái xe, cô muốn vào ngục giam ngồi xổm sao? Nhưng tôi không muốn làm quản giáo của cô. Tề Đẳng Nhàn cười cười, cướp chìa khóa của cô nàng lại. Tôi cũng không uống nhiều, ít gì vẫn có chút thanh tỉnh. Hoàng Tình Ca nói. Đây là vấn đề về nguyên tắc, Tề Đẳng Nhàn nói, đưa chìa khóa cho cô ta nhưng lại không cho cô ta lên xe, chúng ta gọi xe là được rồi. Xe của cô để ở đây, sáng mai cô qua lái trở về là được. Hoàng Tình Ca cảm thấy cũng đúng, ở ven đường bắt một chiếc xe để Tề Đẳng Nhàn đưa cô ta trở về. Tề Đẳng Nhàn vốn định nói chính mình uống hơi nhiều muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng lời đến bên miệng rồi vẫn lại nuốt xuống. Người phụ nữ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mình kia vẫn luôn chê mình IQ thấp, cần phải bồi dưỡng thêm. Để miễn cho suốt ngày bị cô ta lấy ra chế nhạo nên hắn cũng theo Hoàng Tình Ca lên xe đi. Hôm nay thật ngại quá, gây ra nhiều chuyện không vui như vậy, lần sau nhất định sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Hoàng Tình Ca mỉm cười, duỗi tay ra, tự nhiên dựa vào cánh tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn muốn rút tay ra nhưng cảm thấy bị cô ta kéo còn rất thoải mái, nên đơn giản mặc kệ, nói, được, lần sau hai chúng ta ăn cơm riêng. Hoàng Tình Ca nói, không thể xem phim, uống đồ uống lạnh,
đi công viên giải trí, ăn cơm trong một tối luôn sao? Tề Đẳng Nhàn ha ha cười, cảm thấy Hoàng Tình ca nói chuyện khá thú vị, hai người cứ ngồi ở phía sau nói chuyện như vậy, bất giác cũng đã tới trước cửa nhà cô nàng. Sư phụ, phiền anh chờ một chút, Tề Đẳng Nhàn đưa Hoàng Tình ca xuống xe, để tài xế chờ một lát. Hoàng Tình ca mỉm cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, tuy là nhìn thẳng nhưng lại không hề có tí nào gọi là thẹn thùng cả, cứ tự nhiên hào phóng như vậy. Cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hoàng Tình ca mỉm cười nói, phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Tề Đẳng Nhàn trở lại trên xe, sư phụ taxi kia kinh ngạc hỏi hắn, cậu thật sự đã trở lại rồi sao? Chứ không thì sao, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Tới nhà cô ấy ngủ chứ sao? Vị sư phụ khiếp sợ nói, tựa như thấy được quái thú vậy. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên đầy mặt nhìn sư phụ, không hiểu gì cả. Sư phụ mắng, người anh em này, IQ của cậu so với tôi còn thấp hơn nữa, sao có thể ở được trong loại địa phương như Sơn Trang Vân Đỉnh vậy? Tề Đẳng Nhàn có chút bực bội, không nghĩ tới một người lái xe taxi cũng chê hắn IQ thấp. Ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn nằm yên ở trong nhà, trong lòng vẫn còn nhớ tới lời vị sư phụ lái xe nói, có chút căm giận bất bình. Mình cũng đã đưa Hoàng Tình ca về nhà rồi mà vẫn bị chê IQ thấp là thế nào. Đến buổi chiều Lý Vân Huyền gọi điện thoại tới bảo Tề Đẳng Nhàn ra khỏi nhà, hẹn địa điểm gặp mặt. Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến cái hôn vào buổi tối hôm đó thì trong lòng tức khắc nóng lên, vốn định nằm yên một ngày nghỉ ngơi cho tốt cũng ném lên 9 tầng mây. Ở lối vào của trung tâm thương mại, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Lý Vân Huyền đang ngồi ở trong một cửa hàng đồ uống lạnh. Cô ta mặc một chiếc váy cắt ao thời thượng màu đen. Đôi chân dài bắt chéo vào nhau, phối thêm đôi giày Balenciaga khiến cho vô số đàn ông đi ngang qua đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn. Tìm tôi có việc gì? Tề Đẳng Nhàn biếng nhác đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Uyển, trên bàn có đặt một ly cà phê đá, hắn tiện tay cầm lên uống một ngụm. Lý Vân Uyển cười cười, nói anh giúp tôi việc lớn như vậy nên ba tôi bảo tôi phải cảm ơn anh thật tốt, tôi có chuẩn bị quà đáp lễ cho anh đây. Nói xong lời này, Lý Vân Uyển từ trong túi lấy ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không khách sáo nhận lấy, vừa mở ra thì thấy là một cái đồng hồ kiểu nam, trực tiếp đeo lên tay luôn mà không hỏi han gì giá cả. Thật là không biết khách sáo gì cả. Lý Vân Uyển hừ nhẹ một tiếng lấy chân đá đá hắn, khóe miệng mang theo ý cười. Thái độ của Tề Đẳng Nhàn đối với cô ta càng tùy ý thì trong lòng cô ta ngược lại càng thêm vui vẻ. Cái này chứng minh quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật hơn. Lý Vân Uyển nâng cằm nhìn Tề Đẳng Nhàn thưởng thức đồng hồ, nói, hôm qua anh gây sự ở trong tiệc mừng thọ của Kiều lão gia tử tôi cũng nghe nói qua rồi. Nói đi, anh thật sự có phương pháp chữa khỏi cho ông ta sao? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, không nói gì. Lý Vân Uyển nói, nghe nói Tôn Thanh Huyền cũng tới nhưng ông ta cũng không có biện pháp giải quyết, nên chuẩn bị tìm một người gọi là Tề Đại Sư tới giải quyết thay. Tề Đại Sư, ông ta nói tôi hả? Trước kia ông ta vẫn luôn gọi tôi như vậy. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói. Anh thôi đi, người họ Tề kia chính là anh sao? Lý Vân Uyển buồn cười, tôi ngã một cái mà thuốc giảm đau anh bôi cho tôi còn đau đến chết đi được, ở đấy mà Đại Sư hả? Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nếu không phải cô kêu dễ nghe như vậy thì sao tôi có thể xuống tay không biết nặng nhẹ chứ? Lý Vân Uyển trực tiếp kéo Tề Đẳng Nhàn từ trên ghế đứng dậy. Mạnh mẽ túm hắn đến một rạp chiếu phim xem phim, vé thì cô ta đã mua sẵn từ trước rồi. Phim bom tấn Mỹ, là tác phẩm mới của Tom Cruise, tỷ suất người xem không hề thấp. Lý Vân Uyển mua vé ở hàng ghế sau cùng, một loạt hàng ghế cuối này gần như chỉ có hai người cô ta và Tề Đẳng Nhàn. Đèn tối lại, trên màn hình chiếu quảng cáo có chút chán, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy chỉ ngồi như vậy thì có hơi xấu hổ nên bày ra bộ dạng mình đã luyện được IQ cao. Hỏi chân đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi, lần sau anh đừng có vậy nữa là được. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng cười, duỗi tay đánh nhẹ một cái ở trên người Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lập tức không vui, chọc cô không vui cô cũng đánh, không trêu chọc tới cô cũng muốn đánh, vì thế trực tiếp đánh trả lại. Lý Vân Uyển bị đánh đến đau thì sửng sốt, sau đó nổi giận, tên này đúng là chỉ số IQ âm vô hạn mà, ngay cả ve vãn đánh yêu cũng không hiểu hay sao. Mình mới đánh anh ta có một chút mà anh ta còn muốn đánh trả lại hả? Đồ IQ thấp như anh mà cũng có thể cưới được vợ đúng là ông trời bị mù mắt mà.
Lý Vân Uyển nhìn không được bực bội mắng một câu, duỗi tay hung hăng đánh lại, nếu anh dám đánh trả thì lập tức trả đồng hồ lại cho tôi đi. Đúng là Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị tháo đồng hồ xuống trả cô ta, cái này khiến Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, được rồi, đừng gây sự nữa, phim bắt đầu chiếu rồi, yên ổn ngồi xem phim đi. Nói xong lời này thì cô tay duỗi tay giữ chặt tay Tề Đẳng Nhàn lại, đầu hướng vai hắn mà thành thật kiên định dựa vào. Người Tề Đẳng Nhàn hơi cứng lại một chút, đeo đồng hồ lên rồi lập tức có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Hắn cũng không nói được là vì sao Lý Vân Uyển lại ở trong bóng tối thân mật dựa vào hắn như vậy, vì sao lại sinh ra cảm giác như thế. Bộ phim chiếu tới giai đoạn gay cấn, Tom Cruise bắt đầu lên trời xuống đất, Lý Vân Uyển không nhịn được cầm tay của Tề Đẳng Nhàn, hai bàn tay đan vào nhau với tay hắn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi tinh mịn, có chút dính dấp nhưng cực kỳ mềm mại. Hô! Chờ khi vai chính cuối cùng cũng gặp giữ hóa lành thì Lý Vân Uyển mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chợt phát hiện ra mình và Tề Đẳng Nhàn đang nắm tay nhau, lại còn nắm chặt thân mật như vậy. Nào, ăn chút bỏng ngô giảm bớt căng thẳng. Lý Vân Uyển nhấp môi mỉm cười, tay phải nhặt một viên bỏng ngô đưa tới bên miệng Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vừa hé miệng ăn bỏng thì bên môi cũng bị tay cô nàng quẹt qua môi một chút, lập tức cả người như bay bổng lên mây. Phim điện ảnh chiếu hết, Lý Vân Uyển cực lực khen, Tom Cruise không hổ danh là nam thần bất diệt, bộ phim nào cũng đẹp như vậy. Tề Đẳng Nhàn đồng ý, Tom Cruise có thể hot như vậy không chỉ nhờ khuôn mặt mà thật sự chuyên nghiệp, vì đóng phim mà học lái phi cơ, điều khiển xe tăng, lặn xuống biển sâu, học kỹ năng nhảy dù từ trên cao xuống. Những cái đó không phải chỉ dựa vào kỹ năng máy tính mà nhóm tiểu thịt tươi hiện giờ có thể làm được. Lý Vân Uyển đứng dậy đi lên trước một bước, có lẽ là do ngồi lâu quá, lại thêm vết thương ở mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn nên bắp chân mềm nhũn, chỉ kịp hô một tiếng rồi cả người lập tức ngã xuống. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp đứng dậy thì mông của Lý Vân Uyển đã trực tiếp ngã ngồi ở trong lòng hắn, ôn hương nhuyễn ngọc xà vào lòng. Tề Đẳng Nhàn theo bản năng đưa tay đỡ cô ta mới phát hiện ra tay để sai chỗ, mặt già hơi đỏ lên, cuống quýt dịch tay ra khỏi eo thon của cô ta. Động tác này cũng đủ ái muội rồi, chẳng qua là tay để ở chỗ cũng không phải mẫn cảm lắm, so với vừa rồi còn có thể tiếp thu nhiều hơn. Vết thương ở chân tôi vẫn chưa tốt lắm, vừa rồi chỉ là không đứng vững. Lý Vân Uyển nhấp môi nhẹ giọng nói, hai tai đỏ lựng lên. Quỷ mới biết được rốt cuộc là do vết thương ở chân cô ta chưa tốt hẳn hay là do trong lòng có quỷ nên mới liên lụy khiến chân cũng mềm theo. Nói xong lời này, Lý Vân Uyển duỗi tay đỡ chỗ tựa lưng của ghế dựa hàng trước muốn đứng vậy, vậy mà phát hiện tay của Tề Đẳng Nhàn vẫn vòng quanh ở trên eo thon của mình thì quay đầu trừng mắt nhìn, anh còn không buông tay. Đầu vừa quay lại càng khiến cô ta xấu hổ hơn. Bởi vì bản thân đứng dậy nên phải nâng mông lên, đường cong kia gần như dán thẳng lên mũi của Tề Đẳng Nhàn luôn rồi. Tề Đẳng Nhàn buông lỏng tay, Lý Vân Uyển đứng vững lại. Sau đó hai người không hẹn nhau mà cùng cảm thấy có chút xấu hổ. Đặc biệt là Tề Đẳng Nhàn, hắn vẫn luôn ngồi im không nhúc nhích. Anh còn chờ gì nữa? Phim chiếu hết rồi kìa. Lý Vân Uyển khó hiểu, nhíu mày hỏi. Cô đi trước đi, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng. Cần phải suy nghĩ thận trọng hơn. Tề Đẳng Nhàn âm trầm nói, hàng mày nhăn lại, hai chân nhấc lên, một tay nắm cằm của mình, nhìn qua rất giống như đang suy nghĩ tới chuyện quan trọng. Lý Vân Uyển ta húc mắt nhìn hắn một cái, nói, vậy tôi ở bên ngoài chờ anh. Lý Vân Uyển vừa đi khỏi, âm trầm trên mặt Tề Đẳng Nhàn lập tức biến mất không thấy, cười khổ hạ chân xuống dưới. Mẹ nó! Khó trách có mấy lần mình không gõ cửa đã xông vào văn phòng của ông già luôn thấy ông ấy tay cầm chuột chân bắt chéo nhau, vẻ mặt còn âm trầm như vậy. Hóa ra là nguyên nhân như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mắng một câu thô tục ở trong lòng, nỗ lực bình ổn lại nỗi lòng của mình. Chờ khi hoàn toàn khôi phục như thường rồi, Tề Đẳng Nhàn mới không chút hoang mang đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim. Ở ngoài cửa, Lý Vân Uyển đã an an tĩnh tĩnh ngồi yên đấy, một tay chống cằm. Trong đầu cũng đồng thời lung tung rối loạn hết cả, không biết là đang miên man suy nghĩ cái gì. Ngài Tề, vừa rồi có chuyện gì thế? Lý Vân Uyển tò mò hỏi. Không có gì, Tề Đẳng Nhàn cười cười, tự nhiên vươn tay ra với cô ta. Lý Vân Uyển nắm lấy bàn tay hắn đứng dậy, cực kỳ tự nhiên dựa vào tay hắn, cười nói, chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt đi, dạo phố một lát rồi buổi tối ăn cơm cùng nhau, đêm nay tới chỗ của anh uống chút rượu vang đỏ.
Tôi đã từng lén xuống hầm rượu nhà anh rồi, bên trong có rất nhiều loại rượu tôi chưa từng gặp qua, hôm nay tôi muốn thoải mái uống, anh không được đau lòng. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn cực kỳ phiền chán việc Lý Vân Uyển tới, Vân Đỉnh Thiên Cung, tá túc, nhưng hôm nay nghe thấy cô ta nói như vậy thì ngược lại là vui vẻ sảng khoái đồng ý cái dụp, được đấy. Bởi vì một bộ phim điện ảnh cộng thêm chút ngoài ý muốn lúc ra về nên quan hệ của hai người có vẻ như đã tiến thêm được một bước. Nhưng bầu không khí ái muội này chưa được bao lâu đã bị một cuộc điện thoại của Hướng Đông Tinh phá vỡ khiến cho Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày lại, nhưng lại sợ có chuyện gì gấp nên chỉ đành nhận. Hướng Đông Tinh nói, công ty mới đã an bài tốt rồi, một giờ sau anh tới đó một chuyến đi, tôi sẽ không lộ mặt nữa. Cô ta trực tiếp cho Tề Đẳng Nhàn một cái địa chỉ để Tề Đẳng Nhàn đi qua. Tề Đẳng Nhàn hơi khó chịu một chút. Việc cấp trên phủi tay một cái là nhét việc cho hắn đúng là làm đến được hạ bút thành văn rồi. So với việc đi dạo phố với Tề Đẳng Nhàn thì Lý Vân Uyển cảm thấy đi tới công ty mới của hắn nhìn xem càng có ý nghĩa hơn. Ngài Tề, tới công ty của anh nhìn một chút thử xem đi. Tôi cũng muốn xem một chút công ty mà Hướng Đông Tinh lập ra cho anh có quy mô lớn thế nào. Lý Vân Uyển nói, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay hắn như cũ. Vậy cũng được, Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Sau đó theo Lý Vân Uyển leo lên chiếc BMW thẳng tiến tới công ty. Công ty mới Tiên Lai Capital ở bên cạnh thung lũng giết người, từ nơi đây đi tới mấy miếng đất mà Tề Đẳng Nhàn sở hữu chỉ cách nhau mấy km đường đi. Tòa nhà công ty có sẵn từ trước nên Hướng Đông Tinh trực tiếp bỏ tiền ra mua lại, lúc đó đất ở đây chẳng đáng bao nhiêu tiền, mà Hướng Đông Tinh lại thấy tiền trong tay để không nhiều như vậy nên đất bên này chỗ nào có thể mua thì gần như đều đã tranh cướp hết một lần. So với tin tưởng của Hướng Đông Tinh thì việc Kiều Gia không tin tưởng vào mình khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy phải suy nghĩ lại về việc đó. Mấy người Kiều Gia đó thật đúng là không biết cách kiếm ra tiền mà. Tòa nhà Tiên Lai Capital cao 5 tầng, diện tích chiếm khoảng 400 mét vuông, hiện tại mới chỉ có tầng 1 và tầng 2 được bố trí trang thiết bị cơ sở, tầng 3, 4, 5 vẫn để không. Trợ lý nhỏ của Hướng Đông Tinh đã ở cửa đợi Tề Đẳng Nhàn. Thấy hắn xuống xe thì vội vã chạy tới hỗ trợ mở cửa xe. Tề Tổng, trợ lý nhỏ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì lập tức vui vẻ đi lên tiếp đón. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, vất vả cho cô ở chỗ này chờ tôi, dẫn tôi xem qua công ty một vòng đi. Lý Vân Uyển cũng theo xuống xe, nhìn thoáng qua mấy tòa nhà office building thì cực kỳ tin tưởng rằng không bao lâu nữa, vùng đất thanh thanh lãnh lãnh này sẽ lập tức chào đón rất nhiều khách đến cho xem. Trong công ty chỉ có top 5 top 3 người đi qua vội vàng, mấy tầng bên trên cũng đang được sửa sang lại nhưng sự vụ đã bắt đầu làm việc. Tề Đẳng Nhàn đối với mấy công việc này đó vẫn chưa quen thuộc lắm, cũng chưa từng hỏi qua, dù sao hắn chỉ là lão tổng trên danh nghĩa mà thôi, còn hoạt động thật sự vẫn do Hướng Đông Tinh đằng sau thao túc. Này, ngài Tề, anh cứ yên tâm giao lại quyền lực trong tay cho Hướng Đông Tinh như vậy sao? Không sợ cô ta đào rỗng tài sản của anh hả? Lý Vân Uyển né tránh trợ lý nhỏ phía trước, có chút nóng vội hỏi. Ở trong mắt cô ta thì tất cả tài sản này đó cũng có một phần thuộc về phần mình, nếu thật sự bị Hướng Đông Tinh lấy mất thì chẳng phải chính mình cũng sẽ bị rút máu hay sao? Tề Đẳng Nhàn lại không để ý chút nào, bình tĩnh nói, tôi không hiểu lắm việc vận hành công ty như nào cả, giao cho người chuyên nghiệp tới làm là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa gia nghiệp của Hướng Đông Tinh lớn như vậy, cũng sẽ không đi lừa chút tiền đó của tôi làm gì. Cô ta còn muốn dựa vào tôi để đối phó với hai con quái vật khổng lồ là tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị, cô ta tự biết nặng nhẹ rõ ràng. Lý Vân Uyển nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, anh cũng không thể chắc chắn như vậy được. Thế này đi, anh ủy quyền cho tôi, không có việc gì thì tôi ghé qua nhìn giúp anh, bảo đảm giữ được tài sản cho anh còn nguyên vẹn không sứt tí nào. Tề Đẳng Nhàn nói, quay về tôi sẽ nói qua với Hướng Đông Tinh, đến lúc đó mời cô tới đây làm phó tổng. Chuyên môn giao cho cô quản lý cũng được. Lý Vân Uyển tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại tin tưởng mình như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người còn thân cận hơn những gì nhìn thấy. Tài sản của Tiên Lai Capital thật ra chính là miếng đất thung lũng giết người kia, miếng đất này hiện giờ không có động tĩnh gì, nhưng không bao lâu nữa văn kiện từ trên tỉnh sẽ truyền xuống dưới. Đến lúc đó giá trị của miếng đất này sẽ điên cuồng vọt lên, muốn mua cũng không mua được. Chính phủ cũng sẽ không cho phép ở thời khắc mấu chốt như vậy có người nhúng tay làm loạn tăng giá cả đất lên. Tề Tổng, vậy tôi về trước, nếu có vấn đề gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
trợ lý nhỏ cười nhẹ với Tề Đẳng Nhàn. Được, vất vả cho cô rồi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu. Trợ lý nhỏ chớp chớp mắt vài cái, sau đó rời đi. Lý Vân Huyền kêu lên một tiếng, nói, nếu không phải có tôi ở đây thì có tám phần là cô ta sẽ nhờ anh mở miệng nói với Hướng Đông Tinh để cô ta tới đây làm việc trong công ty. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô dựa vào cái gì nhìn được thế? Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, Lý Vân Huyền khó chịu đáp. Văn phòng của Lão Tổng đã sắp xếp ổn thỏa, sau lưng bàn làm việc treo bốn chữ tiền vào như nước to đùng, các phương diện khác cũng đầy đủ mọi thứ, ngồi xuống thật đúng là cực uy phong, có phong phạm của sếp lớn một công ty. Lý Vân Huyền tự nhiên xem mình như nữ chủ nhân mà tự mình ra tay sửa sang lại văn phòng một chút, Tề Đẳng Nhàn ngồi xem cô ta bận rộn xoay qua xoay lại cũng cảm thấy vui tai vui mắt. Tiên Lai Capital của Tề Đẳng Nhàn hiện tại chiếm 100 mẫu, thua mua từ tập đoàn Kiều Thị và các bên khác gộp lại được 400 mẫu, tổng cộng là 500 mẫu đất. Ấn theo giá trị thấp nhất một mẫu đất trong 500 mẫu kia cũng phải trị giá 2 tỷ rưỡi. Hướng Đông Tinh biết rất rõ, nếu miếng đất thung lũng giết người này không thuộc về phạm vi quy hoạch của tỉnh mà nói thì trong tương lai không đáng một đồng, nhưng nếu thật sự đúng như những gì Tề Đẳng Nhàn nói thì nhất định sẽ tấc đất tấc vàng. Dưới loại tình huống tin tức vẫn chưa rõ ràng như vậy mà cô ta vẫn lựa chọn tin tưởng vào Tề Đẳng Nhàn, tiên hạ thủ vi cường thu mua lại 500 mẫu đất đó. So sánh qua lại hai bên thì Kiều gia khiến Tề Đẳng Nhàn thất vọng thấy rõ. Cho dù là Lý Vân Huyền hiện giờ cũng cực kỳ tin tưởng Tề Đẳng Nhàn không nghi ngờ, thậm chí bắt đầu để tập đoàn Mộc Tử quy hoạch lại một miếng đất này để tương lai khai phá. Ơ kìa, rốt cuộc thì đây là văn phòng của ai vậy chứ? Tôi vất vả thu dọn giúp anh như vậy mà anh đến mông cũng lười không muốn nhấc. Lý Vân Huyền đã thu dọn sạch sẽ xong, trán đổ đầy mồ hôi bất mãn nói. Vậy tôi massage giúp cô một chút. Cô vất vả rồi, Tề Đẳng Nhàn cười nhạt đáp. Lý Vân Huyền không khách khí chút chào, xoay người chui tọt vào trong lòng hắn, nói anh muốn đem chuyện này nói qua với Mộng Mộng một chút hay không? Có nói thì cô ta cũng không tin. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, tôi yên lặng cho tập đoàn Kiều Thị chút chỗ tốt là được, để bọn họ cũng gia nhập việc khai phá. Nhìn Lý Vân Huyền ngồi ở trong lòng mình mà Tề Đẳng Nhàn có loại cảm giác muốn ngo ngoe dục dịch, mặt đẹp của cô nàng ửng đỏ, trên khuôn mặt tràn ngập hơi thở ngự tỉ dính chút mồ hôi, khuôn ngực vốn đã to lại bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên rất muốn nếm lại hương vị của đôi môi tươi đẹp kia. Tề Tổng. Đang lúc bay bổng trên mây thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét, cửa văn phòng cũng bị gõ vang. Lý Vân Huyền như thỏ bị hoảng bật dậy từ trên đùi hắn, như không có việc gì mà đứng qua một bên. Tề Đẳng Nhàn nói, vào đi. Ngoài cửa đi vào là một tên bảo an, anh ta vừa đi lên đã đầy mặt kinh hoàng. Tề Tổng, không tốt rồi. Bên ngoài có người tới gây sự, nói mình là sếp của bất động sản Phong Hằng, mang theo một đám người tới gây sự. Bảo an hoang mang rối loạn nói. Công ty vừa mới thành lập đã có người tới gây sự. Chuyện gì vậy, tôi xuống nhìn thử xem. Tề Đẳng Nhàn đen mặt đứng dậy. Vốn dĩ hắn không tức giận vì việc công ty vừa mới thành lập đã có người tới gây sự mà tức giận vì việc mình vừa mới định làm chút chuyện khác người thì đã thị người khác tới quấy rầy. Lý Vân Huyền thấp giọng nói, bất động sản Phong Hằng chính là một công ty lưu manh, anh cẩn thận một chút. Đằng sau bọn họ có bối cảnh. Lúc trước gây ra rất nhiều chuyện không nhỏ nhưng cuối cùng đều không sao cả. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu nói, dám tới làm phiền tôi, dù có bối cảnh lớn đến đâu đi nữa cũng đều không được. Xuống tầng 1 của công ty thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu đang ngồi trên ghế sofa bọc da, trong tay cầm một điếu thuốc lá, sau lưng anh ta có một đám người mặc quần áo đen hung thần ác sát. Anh là ai? Tề Đẳng Nhàn đi tới sofa lạnh lùng hỏi. Người đàn ông ngồi trên sofa chính là sếp lớn của bất động sản Phong Hằng, Triệu Cường, sau khi anh ta thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì mới thong thả ung dung bỏ chân mình ở trên mặt bàn xuống dưới đất. Tôi là sếp của bất động sản Phong Hằng, tên là Triệu Cường, có lẽ anh đã từng nghe qua tên của tôi. Triệu Cường nhàn nhạt nói, búng búng tàn thuốc của mình. Tề Đẳng Nhàn chưa từng nghe qua cái tên này, trực tiếp lắc đầu nói có chuyện gì sao? Triệu Cường nói, chúng tôi đã điều tra qua. Miếng đất thung lũng giết người này là do công ty Tiên Lai Capital mới thu mua gần đây, hơn nữa Tiên Lai Capital cũng mới được thành lập. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đúng thì sao? Triệu Cường hơi mỉm cười, nói, là thế này, miếng đất này vốn là chúng tôi nhìn chúng trước. Nhưng không nghĩ tới mấy người lại nhanh chân tới trước.
Nói xong lời này thì anh ta vỗ tay hai cái. Đám người đồ đen phía sau có mấy tên mang theo vali xách tay, bọn họ tiến lên phía trước một bước mở vali xách tay ra, sau đó trực tiếp xốc ngược vali xách tay xuống. Ao ao! Một xấp tiền hồng hồng đỏ đỏ rơi từ vali xách tay xuống mặt đất, chồng chất một chỗ như một tòa núi nhỏ. Lý Vân Uyển thấy một màn như vậy thì ngây dại, tuy rằng tập đoàn Mộc Tử cũng chỉ giá mấy trăm triệu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy nhiều tiền mặt ở trước mắt như vậy. Chỗ này có 5.000 vạn, tôi cũng không để mấy người chịu thiệt gì, dùng 5.000 vạn này mua của Tiên Lai Capital các người 100 mẫu đất. Triệu Cường hút một hơi thuốc mỉm cười nói, một bộ dáng thái độ nhìn từ trên cao xuống. 5.000 vạn tiền mặt chồng chất lên nhau thì sẽ có bộ dạng như thế nào? Cứ ra công trường nhìn một chút 5.000 viên gạch xếp chung một chỗ như thế nào là sẽ biết. Dù sao 5.000 vạn này đặt ở trước mắt như vậy không thể nghi ngờ gì chính là một việc cực kỳ chấn động mắt người. Tề Đẳng Nhàn lại nhìn không được nở nụ cười, chờ đến khi tỉnh ra thông báo thì miếng đất này, một mẫu ít nhất cũng có thể bán được 500 vạn. Tên Triệu Cường này muốn dùng 5.000 vạn tới thu mua của Tiên Lai Capital 100 mẫu đất. Đây là trò vui đùa gì mới thịnh hành sao? Triệu Cường nói, thế nào? 5.000 vạn này cậu nhận rồi đưa cho tôi 100 mẫu đất, coi như là kết giao bạn bè, nhiều bạn nhiều đường hơn. Về sau nếu cậu có chuyện gì cần tới bất động sản Phong Hằng chúng tôi thì tôi cũng sẽ suy xét cho. Nhận 5.000 vạn này mua được nhiều lợi mà không hại, cũng không có âm mưu gì cả. Tề Đẳng Nhàn như cười như không nhìn Triệu Cường hỏi, nếu tôi không nhận thì sao? Không nhận, vậy cậu cũng chỉ chịu thiệt, chịu bị lừa mà thôi. Bao gồm cả cái công ty này của cậu cũng sẽ bị phá sản theo. Triệu Cường hơi nhướng mày, cười lạnh nói. Cho nên tôi khuyên cậu đừng có mà không biết điều như vậy, tôi đây là tiên lễ hậu binh. Dùng 5.000 vạn tới mua đất của cậu chính là để mắt tới cậu, nếu không tôi cũng không cần tự mình tới đây làm gì, cứ trực tiếp cướp là được. Lập tức nhận lấy số tiền này rồi soạn văn kiện chuyển nhượng ra đây. Ngữ khí của Triệu Cường đã mang theo tính chất mệnh lệnh ra khiến sắc mặt của mấy bảo an của Tiên Lai Capital đều kinh hoàng, đứng ngồi không yên. Lý Vân Uyển mở to hai mắt của mình nhìn, 5.000 vạn đã muốn đất thuộc về mình. 5.000 vạn này nếu chờ thêm mấy ngày nữa chỉ sợ mua nhiều nhất cũng chẳng được 10 mẫu đất đâu. Tên Triệu Cường này mang theo 5.000 vạn tiền mà tới muốn trực tiếp lấy của Tiên Lai Capital 100 mẫu đất. Đùa cợt cái gì vậy chứ? Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh xuống, nói, ngu ngốc. Nói xong lời này rồi, hắn không định tiếp tục phản ứng nữa. Sắc mặt Triệu Cường lạnh lùng ấn tàn thuốc trong tay xuống sofa bọc da thượng hạng, chọc cho sofa bọc da có một cái lỗ lớn rồi trực tiếp đá lăn cái bàn ở trước mặt va chạm với mặt đất, vỡ đến rối tinh rối mù. Dám nói chuyện với Triệu Cường tôi như vậy, cậu cũng không tự mình đi hỏi thăm xem Triệu gia ta là người mà cậu có thể chọc vào sao. Triệu Cường đứng dậy lạnh giọng nói. Lúc này Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh nói, 5.000 vạn này tôi nhận. Triệu Cường sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói, bây giờ mới biết thức thời sao. Tề Đẳng Nhàn lại nói tiếp, nhưng 5.000 vạn này là bồi thường cho việc anh phá hư đồ đạc của công ty tôi. Tề Đẳng Nhàn vừa nói xong lời này, Triệu Cường lại ngây ngẩn cả người, người ở xung quanh cũng theo đó mà sửng sốt. Người này bị ngốc rồi sao mà dám nói ra lời như vậy? Cái sofa này cho dù có làm bằng vàng ròng đi nữa thì cũng không đáng giá 5.000 vạn được. Đừng nói tới việc nó có đáng giá hay không, chỉ riêng việc hắn dùng thái độ như vậy nói chuyện với Triệu Tổng thôi thì hắn có 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Các anh em hôm nay có việc để làm rồi. Đoán chừng cái công ty này lại phải trang hoàng mới lại toàn bộ từ đầu chí cuối rồi. Mấy người Triệu Cường dẫn tới đều cười dữ tợn, một đám bộ dáng không có ý tốt nhìn chằm chằm đánh giá Tề Đẳng Nhàn, tùy thời chuẩn bị tiến lên xé nát hắn. Cậu nói cái gì, tai tôi không được tốt, cho cậu cơ hội nói lại một lần nữa. Triệu Cường ghé tai qua cười lạnh nói. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng kéo Tề Đẳng Nhàn một chút, nói, đừng vội xung đột làm gì, người này không đơn giản. Nháo lớn chuyện đối với công ty không có chỗ tốt, xem có thể giải quyết trong hòa bình được hay không đã. Hòa bình cái rắm, Tề Đẳng Nhàn lại hừ lạnh một tiếng bỏ tay của Lý Vân Uyển ra. Hắn chỉ ngoài cửa, bình tĩnh nói tôi cũng cho anh một cơ hội, 5.000 vạn để lại, dẫn theo người của anh toàn bộ cút ra khỏi công ty của tôi. Nếu không tôi sợ lát nữa mấy người đi không nổi đâu. Triệu Cường lại cười ha hả, duỗi tay chỉ Tề Đẳng Nhàn nói, được lắm tên nhãi.
mày giỏi lắm. Đập cho tôi. Ai dám ngăn cản cũng đánh cho tôi. Đánh chết hay đánh tàn phế cũng được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Cường mới ra lệnh một tiếng mà hơn 20 người anh ta dẫn theo không nói hai lời lập tức bắt đầu đập phá đồ đạc trong đại sảnh công ty, múa may côn bổng khiến cho một mảnh hỗn độn. Lý Vân Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp trốn đằng sau Tề Đằng Nhàn, quả nhiên, tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống đều không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng bị sói ác theo dõi. Tề Đằng Nhàn không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ đập phá. Sếp của chúng ta cũng quá nhát rồi. Bị người ngay trước mặt đập phá công ty mà dám cũng không dám thả một cái hay sao? Vừa rồi nói chuyện vẫn rất có tự tin, nhưng đến khi người ta thật sự ra tay thì hắn lại nhát như vậy. Về sau công ty trải qua ngày như thế nào đây? Hai, thật là đen đủi, đi theo một người sếp như vậy, nói không chừng về sau phải thường xuyên bị người khác bắt nạt đi. Nhóm nhân viên của Tiên Lai Capital thấy một màn như vậy đều sôi nổi thở dài, một đám liên tục lắc đầu cảm thán. Cảm thấy Tề Đằng Nhàn quá hèn nhát, đối phương đập phá công ty như vậy rồi mà hắn cũng không dám ho he thêm câu nào. Triệu Cường càng đắc ý đầy mặt nhìn Tề Đằng Nhàn, 5.000 vạn này một các cậu đừng nghĩ nhận được. Đường ra duy nhất hiện tại của cậu chính là giao 100 mẫu đất ra đây, tôi có thể cho cậu một cơ hội xin lỗi tôi. Còn chuyện có tha thứ cho cậu hay không thì là chuyện của tôi. Nếu cậu muốn cứng trọi cứng với tôi thì tôi rất hoan nghênh. Chỉ xem công ty cậu có chịu được lâu như vậy hay không thôi. Triệu Cường làm càn bừa bãi cười phá lên, lại thấy Lý Vân Uyển trốn phía sau Tề Đằng Nhàn thì hai mắt sáng lên. Ô kìa, ngự tỷ này cũng không tệ nha, chân dài phối Balenciaga quả nhiên là đủ khiến người ta mất hồn. 100 mẫu đất giao ra đây, lại để ngự tỷ này hầu hạ tôi một tuần, tôi có thể bỏ qua cho mấy hành động lời nói vô tri ngu xuẩn lúc trước của cậu. Triệu Cường duỗi tay chỉ Lý Vân Uyển, ý vị thâm trường nói. Lý Vân Uyển vừa kinh ngạc vừa tức giận, cô ta chưa từng gặp qua người nào ngang ngược không nói đạo lý như vậy. Rõ ràng là tới cưỡng đoạt lại cố tình bày ra bộ dáng như chính mình chịu lỗ nặng, lại còn nói gì mà phải giao ra 100 mẫu đất thì mới suy xét việc tha thứ cho Tề Đằng Nhàn, thậm chí còn muốn mình bồi anh ta nữa. Để mẹ anh tới rửa chân 7 ngày cho tôi, thì tôi có thể suy xét việc tha thứ cho anh. Thần sắc Tề Đằng Nhàn lạnh nhạt nói. Tên tạp chủng này không biết thức thời đúng không? Triệu Cường sửng sốt, sau đó hoàn toàn nổi giận. Tề Đằng Nhàn trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Cường, lạnh nhạt đánh giá anh ta. Triệu Cường cố nén không bật cười, nói, sao nào? Cậu còn muốn động vào tôi sao? Cậu thử động vào tôi một cái xem. Người của tôi nhiều như vậy cũng không phải chỉ biết ăn chay. Hơn nữa ở phía trên tôi cũng có người chống lưng. Không biết cậu ăn có tiêu được hay không đây? Mấy tên thuộc hạ này đó của Triệu Cường cũng xúm lại, một đám hài hước nhìn Tề Đằng Nhàn uy hiếp rõ ràng, không cần nói cũng biết. Lời còn chưa dứt thì đã thấy Tề Đằng Nhàn duỗi tay ra bóp cổ Triệu Cường. Bang! Một đấm trực tiếp dừng ở trên mặt Triệu Cường. Anh cảm thấy tôi không dám sao? Tôi đây đúng thật là rất muốn thử xem sao? Tề Đằng Nhàn nghiêm trang nói, đấm xong một cái lại giơ tay lên lần nữa. Nhóm thuộc hạ của Triệu Cường tức khắc chấn động, một đám kinh giận đan xen giơ côn sắt trong tay lên. Buông Triệu Tổng ra. Vương bát đản, nếu mày dám khiến Triệu Tổng bị thương thì hôm nay nhất định sẽ khiến cả nhà mày phải tử tuyệt. Mày mẹ nó biết lai lịch của Triệu Tổng là gì không? Mày dám động vào Triệu Tổng như vậy, tao thấy cái công ty rách này của mày là không muốn khai trương luôn đúng không? Những người này đều muốn tiến lên nhưng trong tay Tề Đằng Nhàn có Triệu Cường. Bọn họ ném chuột sợ vỡ bình nên chỉ dám uy hiếp. Tề Đằng Nhàn cười cười, giơ tay lại đấm một cái xuống mặt Triệu Cường, nhàn nhạt nói, anh cảm thấy mình là cái thá gì mà dám làm bộ làm tịch ở trước mặt tôi vậy? Chỉ dựa vào mấy tên thuộc hạ phế vật này của anh sao? Triệu Cường bị một đấm này đấm cho khắp mặt đầy máu, thống khổ bất kham. Anh ta phục hồi tinh thần lại, kêu rên nói, mày mẹ nó. Lại dám đánh Triệu ra mày, tao. Tao nhất định sẽ không tha cho mày, lát nữa nhất định sẽ khiến mày bầm thây vạn đoạn. Bang! Tề Đằng Nhàn lại giơ tay hạ xuống một đấm, đấm tới mức răng của Triệu Cường cũng rụng cả ra, cả khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng. Anh có người chống lưng, tôi ăn không nổi, anh tới khiến tôi phải sợ sao? Bang! Người hôm nay anh dẫn tới nếu không chơi được với tôi chơi chết anh trước. Bang! Đập đồ của công ty tôi, khiến bạn của tôi sợ.
còn muốn để cô ấy bồi anh. Tề Đẳng Nhàn liên tiếp đấm xuống, đánh đến mức Triệu Cường không hé răng nói được câu nào, cả người sắp ngất ở trên tay hắn. Nhóm thuộc hạ của Triệu Cường ại chỉ dám kêu gào mà không dám đi lên, sợ hắn thật sự cá chết lưới rách chơi chết Triệu Cường, đến lúc đó bọn họ không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nếu mày dám thả Triệu tổng của bọn tao ram chúng tao lập tức chơi chết mày. Các thuộc hạ giận dữ hét. Lý Vân Uyển hãi hùng khiếp vía, những người này nhìn qua rất dữ, nếu thật bao vây lại đi lên thì không biết là Tề Đẳng Nhàn có đối phó được hay không đây. Tề Đẳng Nhàn lại gọi mấy nhân viên an ninh của công ty mình lại đây, lạnh lùng nói, mấy người bảo vệ cô ấy cho tốt, nếu cô ấy bị thương một sợi tóc thì đừng trách tôi không xử lý luôn mấy người ở đây. Các nhân viên an ninh thấy Tề Đẳng Nhàn hung lệ như vậy thì cũng không dám nói nhiều, trực tiếp vây xung quanh bảo vệ Lý Vân Uyển. Những nhân viên đó của công ty thấy một màn như vậy cũng đều sợ tới mức không nói ra lời. Sếp của chúng ta, sao lại bạo lực như vậy chứ? Vừa rồi nói sai rồi, hắn không phải là người hèn nhát gì. Quá hả giận, nhưng người hắn đánh chính là Triệu Cường của bất động sản Phong Đằng đấy, bối cảnh lớn lắm. Đúng vậy, nghe nói Triệu Cường này ở trong cục cảnh sát cũng biết rất nhiều người, Tề Tổng đánh anh ta thảm như vậy, công ty chúng ta liệu có thể khai trương được không đây? Nhóm nhân viên nhẹ giọng nghị luận, cảm thấy hơi sợ hãi một chút. Trong lòng Lý Vân Uyển lại ấm áp, ở tình huống mấu chốt như này mà Tề Đẳng Nhàn vẫn còn nhớ tới mình, trước tiên để bao an tới bảo vệ mình đã. Buông Triệu Tổng ra, nhóm thuộc hạ của Triệu Cường lại giống lên một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn tiện tay quẳng Triệu Cường lên sofa, nhàn nhạt đáp, cũng được, để tôi xem đàn phế vật các người có năng lực gì nào. Thuộc hạ của Triệu Cường giống giận vây quanh đi lên. Côn sắt trong tay giơ lên đánh xuống Tề Đẳng Nhàn. Đánh chết hắn cho tôi. Đánh chết hắn, tôi tới chịu trách nhiệm. Triệu Cường cũng tức giận rít gào, cả người liên tục run rẩy ở trên sofa, cả khuôn mặt đều bị đánh đến không rõ hình dạng. Lý Vân Uyển thấy Tề Đẳng Nhàn nháy mắt đã bị đám người bao phủ thì sắc mặt trắng bệch lại, rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Chỉ là ngay sau đó cô ta lập tức dập tắt suy nghĩ này, bởi vì cô ta nhìn thấy đám người từng chút một bị tản ra. Vài tên tay chân ngã lăn ra đất đau đến kêu cha gọi mẹ, thậm chí có người ngất luôn tại chỗ. Trong tay Tề Đẳng Nhàn không biết từ khi nào đã cướp được hai cây côn sắt, hai cây côn sắt này ở trong tay hắn giống như trường thương trong tay Triệu Tử Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy, là loại vừa có thể giết vừa có thể đánh cho địch nhân tan tác tơi bời. Phanh phanh phanh, đương đương đương, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tề Đẳng Nhàn mạnh tới mức hai mươi mấy người đánh trong chốc lát đã toàn bộ ngã lăn ra đất. Một đám thống khổ bất kham kêu rên rầm gì. Một màn này khiến nhóm nhân viên của Tiên Lai Capital đều trợn mắt há mồm, một đám đều suýt chảy cả nước dãi trên mặt đất. Này con mẹ nó quá mạnh rồi, một người đánh hơn 20 người, thu dọn tới mức hoa rơi nước chảy, chính mình lại một vết xước nhỏ cũng không có, ngược lại là đối diện bị thương không nhẹ. Triệu Cường thấy một màn này thì mí mắt giật liên tục, đời này anh ta chưa từng thấy qua ai có thể đánh người như vậy cả. Tên kia, cho anh cơ hội nhưng chính anh không biết quý trọng. Hôm nay chơi chết anh ở chỗ này anh cũng không có gì để nói đúng không? Tề Đẳng Nhàn mang theo hai côn sắt đi tới bên cạnh Triệu Cường, lạnh lùng hỏi. Triệu Cường không cam lòng nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, mày, mày con mẹ nó. Mày có gan thì chờ tao gọi một cuộc điện thoại đã. Gọi người hả, được đấy, nhanh lên chút, nếu gọi người tới mà vẫn không đủ cho tôi chơi thì hôm nay tôi chơi chết anh. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn lộ vẻ hung ác, cười lộ ra hàm răng trắng bóc. Khi nói chuyện, hai tay hắn đập đập cây côn sắt trong tay. Phanh, phanh. Triệu Cường nghe thấy bên tai vang lên hai tiếng lớn thì sợ tới mức cả người run run, suýt chút nữa mềm chân ngã xuống đất. Quay đầu lại đã thấy hai cây côn sắt vừa rồi tựa như hai thanh đao lớn xuyên ngang qua sườn của anh ta, đâm sâu xuống ghế sofa bọc ra, trực tiếp chọc thủng luôn ghế sofa. Cái này, nếu như dùng ở trên người mình thì sẽ có hậu quả như nào đây? Mày chờ đó, mày sẽ phải trả giá cho những việc làm cuồng vọng của mày. Triệu Cường hung tợn cắn răng, lão tử từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh thẳng vào mặt như vậy đâu. Nhanh chóng đi gọi người của anh đi. Tề Đẳng Nhàn lại đấm thêm một đấm xuống mặt anh ta, lại còn mân mê dài dòng cái gì nữa. Triệu Cường không hề nói nhiều, sắc mặt âm ngoan gọi một cú điện thoại, alo. Báo ca, cho người tới chỗ của em một chút, địa chỉ ở bên thung lũng giết người, có người đánh em. Đúng vậy,
dẫn thêm mấy anh em vào, tên nhãi này biết đánh lắm, hạ gục hơn 20 người của em. 10 phút à, được, vậy 10 phút sau em muốn cho tên nhãi này đi tìm Diêm Vương ra sám hối. 10 phút, mày chờ tao 10 phút. 10 phút nữa chẳng sợ mày có quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao đi nữa, lột sạch con đàn bà này dâng cho tao thì tao cũng sẽ không tha cho mày. Mày mau chóng thừa dịp bản thân còn 10 phút mà chuẩn bị tốt hậu sự đi. Triệu Cường lạnh giọng nói, bỏ điện thoại vào trong túi, cực kỳ căm hận nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển hãi hùng khiếp vía đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, nhẹ giọng nói, anh không sao chứ? Vừa rồi có nhiều người xông tới đánh anh như vậy. Gì mà nhiều người xông tới đánh tôi? Rõ ràng là một mình tôi đánh lại nhiều người như vậy. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, trông cực kỳ nhẹ nhàng. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trên vai hắn, ánh mắt càng trở nên ôn nhu hơn, có loại đàn ông nào có thể cho cô ta cảm giác an toàn hơn Tề Đẳng Nhàn đây. Trước kia cô ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của bản thân không tệ, hiện giờ càng thêm cảm thấy chính mình đã không hề chọn sai người. Dù sao lúc trước mình đã nói rõ ràng rồi, chẳng sợ Mộng Mộng quay đầu lại muốn tranh với mình thì mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Trong lòng Lý Vân Uyển thầm nghĩ. Tề Đẳng Nhàn mạnh mẽ cũng khiến nhóm nhân viên tâm phục khẩu phục, một đám đều cực kỳ bội phục. Đảm nhiệm chức chủ tịch của Tiên Lai Capital còn chưa tính, lại có thể đánh như vậy, quả đúng là tên côn đồ có thể mặc được tây trang mà. 10 phút sau, tiếng động cơ xôn xao gầm rú bên ngoài cửa, lại có thêm một đám người tiến vào trong Tiên Lai Capital. Tới rồi, người Triệu Tổng gọi tới rồi. Đồ vương bát đản này, mày chờ đó có người tới nhặt xác cho mày đi. Dám đánh Triệu Tổng thảm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tao nhìn thấy. Nhưng tao có thể khẳng định rằng mày sẽ càng thảm hại hơn mà thôi. Cho mày 5.000 vạn mày không cần, vậy thì cho mày 5.000 vạn minh tệ đi, để mày giữ mà tiêu dần. Minh tệ, tiền âm phủ. Những tên thuộc hạ của Triệu Cường phục hồi tinh thần lại cũng sôi nổi gào lên. Vương Báo dẫn theo một đám người của tập đoàn Hổ Môn bước vào đại sảnh Tiên Lai Capital. Nhìn thấy Triệu Cường và nhóm thuộc hạ chật vật như vậy thì sắc mặt biến đổi. Trên đầu Vương Báo quấn băng vải, vết thương trên người vẫn còn đấy, mà những cái đó đều do Tề Đẳng Nhàn lúc trước để lại. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Vương Báo thì vui vẻ ra mặt, nhưng chính hắn cũng không biết vậy mà Triệu Cường lại gọi Vương Báo tới. Triệu Cường, là tên nào dám đánh mày thảm như vậy? Tôi sẽ không tha cho hắn. Vương Báo lớn tiếng giận dữ hét, nâng Triệu Cường từ trên sofa dậy. Báo ca, chính là tên này, chính là nó đã đánh em. Triệu Cường chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn chửi bậy. Trong nháy mắt Vương Báo nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì cả người hơi run lên một chút, sắc mặt khó coi hẳn lên, anh ta không nghĩ tới vậy mà là Tề Đẳng Nhàn đánh Triệu Cường. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, ha ha, đây không phải là Vương Báo, em trai của Vương Tổng sao? Sao nào, muốn ra mặt giúp Triệu Cường hả? Vương Báo nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì khí thế không có lý do bay mất ba phần, dù sao thì lần trước anh ta bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho đủ thảm, hơn nữa Vương Hổ cũng ở đó, cuối cùng Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn đánh bại luôn cả cao thủ Trần Vĩnh Niên mà bọn họ mời tới. Họ Tề kia, mày đừng có kêu gào nữa, cho dù mày có thể đánh thì thế nào, có thể đánh được mấy người chứ? Vương Báo nhìn thoáng qua mấy chục tên đô con mà mình dẫn tới thì trong lòng lập tức có tự tin quát lớn, cho bản thân thêm can đảm. Không phải sao, xã hội hiện giờ cũng không phải thời mày có thể đánh thì mày chính là đại ca. Mày có thể đánh thì có ích gì, mày có thể đánh thắng được bao nhiêu người. Đánh mãi được sao, thái độ của Triệu Cường trước sau vẫn kiên cường như cũ. Tề Đẳng Nhàn lười nói lời vô nghĩa với bọn họ, trực tiếp bước lên phía trước nhàn nhạt nói, xem ra Vương Báo anh thật sự chuẩn bị muốn ra mặt thay tên Triệu Cường này. Ngông cuồng, lại dám nói chuyện với báo ca như vậy. Thái độ của anh tôn trọng một chút, nếu không lát nữa tao đánh vỡ mồm mày. Tên nhãi nhép, mày là cái thứ gì? Cũng dám gọi thẳng đại danh của báo ca. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được bật cười, nói, báo ca. Anh nhìn vết thương trên mặt anh ta đi xem có phải vẫn rất mới hay không, lại hỏi anh ta một chút xem là do ai khiến anh ta như vậy. Lời này vừa ra khiến nhóm thuộc hạ của Vương Báo ngạc nhiên, một đám hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Vương Báo có chút khó coi, lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, hôm nay anh thế đơn lực mỏng mà cũng dám nói chuyện bừa bãi như vậy. Không có hướng đông tinh chống lưng cho anh, tôi xem anh lấy cái gì ra đấu với tôi đây. Nói xong lời này, Vương Báo vung tay lên,
nhóm thuộc hạ sôi nổi rút dao gấp trong người ra, một đám trên mặt bày ra vẻ khí thế độc ác, chuẩn bị loạn đoan chém chết Tề Đẳng Nhàn ở chỗ này. Tề Đẳng Nhàn vừa rồi một mình đánh hơn 20 người, nhưng hiện giờ càng có nhiều tới hơn, không khác biệt lắm phải có đến 50-60 người. Hơn nữa mỗi người đều cầm dao gấp trong tay, hắn còn có thể đánh thắng được sao? Chân cẳng của nhóm nhân viên của Tiên Lai Capital đều bắt đầu run rẩy, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn sẽ bị loạn đao chém chết, biến thành thịt nát. Chân Lý Vân Uyển cũng có chút mềm, nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cùng lắm thì trước mắt chịu thua một chút rồi về sau lại nghĩ cách trả thù trở về. Chỉ dựa vào đám phế vật này, khiến tôi nhận thua, nếu không phải do bọn họ có nhiều người, tôi sợ không bảo vệ tốt được cô thì hiện giờ tôi lập tức đấm nát mặt anh ta. Tề Đẳng Nhàn lạnh mặt cười nói. Vương Báo lại cười ha ha, nói, khó trách cậu thích ra vẻ như vậy, hóa ra là muốn thể hiện ở trước mặt phụ nữ sao. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay muốn thể diện như vậy, không bao giờ được. Ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó bỏ qua đúng quần tôi. Như vậy thì tôi có thể suy xét không cần mạng của cậu, chỉ cần hai tay hai chân của cậu. Vương Báo trước sau vẫn nhớ mãi không quên chuyện phải khiến Tề Đẳng Nhàn chui qua đúng quần của Nata, dù sao thì anh ta cũng là người chịu thiệt lớn nhất trong tay hắn, không tìm mặt mũi trở lại thì sau này biết giấu vào đâu bây giờ. Lúc này Lý Vân Uyển không lên tiếng nữa, cũng không biết Tề Đẳng Nhàn nói thật hay giả, đối mặt với 50-60 người cầm dao trong tay mà không có chút sợ hãi nào sao. Không động thủ chỉ vì lo lắng trong lúc hỗn loạn sẽ không thể bảo vệ được mình. Mặc kệ lời này là thật hay giả thì trong lòng cô ta lúc này đã trăm mối ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Ai dám động tới phó trưởng phòng Tề của chúng ta? Ngay lúc này, ở ngoài cửa lại có thêm một chiếc minibus dừng lại. Một đám người từ trên minibus đi xuống, trong tay đều cầm theo côn cao su, trên người mặc chính là đồng phục của bảo an trong tập đoàn Hướng Thị. Tiên Lai Capital bên này nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Tai mắt của Hướng Đông Tinh không có khả năng không báo lên cho cô ta biết chuyện này. Những người này tới vừa hay gãi đúng chỗ ngứa. Những nhân viên an ninh của tập đoàn Hướng Thị vọt vào trực tiếp giằng co với người của Vương Báo dẫn theo, một đám mắt to chừng mắt nhỏ, khí thế không ai chịu thua ai. Muốn động vào phó trưởng phòng Tề thì trước tiên phải hỏi qua chúng tôi trước cái đã. Người dẫn đầu đúng là Tiểu Lôi, anh ta đi ở tuốt đằng trước giống lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Tề Đẳng Nhàn lại cười cười, không nghĩ tới người của tập đoàn Hướng Thị sẽ tới đây vào lúc này, lại còn tới nhiều như vậy, xem ra Hướng Đông Tinh cũng không phải loại phụ nữ gian dối như trong tưởng tượng của hắn. Báo ca, sợ cái gì? Trực tiếp để các anh em cùng nhau lên, Triệu Cường quát lớn. Vương Báo lại không dám, Vương Hổ đã dặn dò qua, tạm thời không cần phải xung đột chính diện với người của tập đoàn Hướng Thị. Hơn nữa, tập đoàn Hướng Thị tới nhiều người như vậy. Nếu chốc lát thật sự đánh nhau thì ai tới bảo vệ anh ta đây? Tên hung thần ác sát Tề Đẳng Nhàn kia anh ta đã từng được lĩnh giáo qua rồi, ngay cả Trần Vĩnh Niên cũng không phải đối thủ của hắn, nếu thật sự phải đánh nhau thì có thể khẳng định 10 phần là chính mình sẽ bị Tề Đẳng Nhàn chơi chết ở nay đây mất. Vương Báo phất phất tay để các anh em án binh bất động, cười nói, việc hôm nay thôi thì bỏ qua. Tôi sẽ dẫn Triệu Tổng đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Dẫn người đi. Nước sông không phạm nước giếng. Ha ha ha, anh đang nói đùa thôi đúng không? Công ty của tôi bị anh ta đập thành cái dáng vẻ này rồi mà anh chỉ dựa vào một câu nói nước sông không phạm nước giếng đã đòi cho qua sao? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời Vương Báo nói thì cười to, hơi lắc lắc đầu. Triệu Cường cũng cả giận nói, Báo ca, anh có ý gì? Em bị đánh thảm như vậy mà chuyện này chỉ tính thế thôi sao? Vương Báo sửng sốt. Không nghĩ tới hai bên đều không muốn chuyện này kết thúc qua loa như vậy, ngược lại còn miệt mài theo đuổi tiếp tục muốn đôi co khiến cho lòng hắn cực bất đắc dĩ. Người anh em, tình thế bức người. Mày nhìn cho rõ xem, người của tập đoàn Hướng Thị tới nhiều như vậy, mà thuộc hạ của tôi cũng không rảnh tay đến thế. Đã thế tên này còn là người cuồng bạo lực nữa. Nếu không có ai ra tay bảo vệ chúng ta, mà chúng ta còn bị hắn bắt được, mày đã nghĩ tới hậu quả chưa? Vương Báo không thể không kéo Triệu Cường tới một bên thấp giọng khuyên bảo, trong lòng cũng cực kỳ nghẹn khuất, từ trước tới nay luôn là Vương Báo anh ta bắt nạt uy hiếp người khác, giờ lại muốn nhận thua có bao nhiêu khuất nhục. Triệu Cường nghe thấy lời này thì trực tiếp hất tay Vương Báo ra, cười lạnh nói, tôi còn tưởng Báo ca anh là dạng đàn ông đỉnh thiên lập địa như nào cơ, không nghĩ tới lại là một tên hèn nhát như thế này.
Sắc mặt của Vương Báo không vui, có chút bực bội, không nghĩ tới Triệu Cường lại không nể mặt mũi anh ta như vậy. Còn mẹ nó em trai của thiếu gia tập đoàn Hổ Môn sao? Trình độ cũng chỉ như này. Không làm được thì nhận thua. Để loại người như anh xưng anh gọi em với tôi đúng là sỉ nhục của Triệu Cường này. Từ nay về sau, anh không xứng làm anh em với tôi. Anh nhận thua nhưng lão tử không chịu. Hôm nay không chơi chết tên họ Tề kia, tôi sẽ không phải họ Triệu. Triệu Cường vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện một điều nhịn chín điều lành, nhất quyết một hai phải đòi sống chết với Tề Đằng Nhàn. Sắc mặt Vương Báo khó coi gật đầu, được được được, Triệu Cường anh đã không nghe khuyên bảo thì tôi đây cũng lười nói tiếp, sống chết mặc anh. Nói xong lời này, Vương Báo vung tay lên dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Tiên Lai Capital. Công ty không phải do người của Vương Báo đập nên Tề Đằng Nhàn cũng không nói nhiều, vẫy vẫy tay để mấy nhân viên an ninh của tập đoàn Hướng Thị tránh ra một con đường, thả đoàn người của Vương Báo ra ngoài. Họ Tề kia, đừng tưởng rằng Vương Báo nhận thua thì mày có thể làm gì được tao. Loại người giống như Vương Báo này tới đây chính là để ném mặt mũi của tao. Hôm nay tao sẽ để mày nhìn cho rõ xem phú nhị đại chân chính là như thế nào. Đừng tưởng rằng mày có thể đánh là thích làm gì thì làm, tao ngược lại muốn nhìn thử xem liệu mày có thể đánh được với súng hay không. Triệu Cường hung tợn nói, lại một lần nữa rút điện thoại của mình ra. Thuộc hạ của Triệu Cường nghe thấy hắn kiên định như vậy thì nhìn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đây con mẹ nó mới là Triệu Tổng chứ, nhất định không chịu thua, chỉ có anh ta được phép dẫm đạp người khác chứ nào có chuyện người khác dẫm ngược lại anh ta. Tên Vương Báo kia chứng thối nhưng Triệu Tổng thì không, họ Tề kia, mày cứ chờ Triệu Tổng chơi chết mày đi. Họ Tề mày có thể đánh thì thế nào, tao không tin xã hội này chỉ dựa vào việc có thể đánh là có chỗ đặt chân. Một lát nữa tao xem mày sẽ chết như thế nào. Nghe thấy mấy lời tàn nhẫn đó thì sắc mặt của mọi người kinh hoàng lên, dù sao thì Triệu Cường nghênh ngang như vậy, bối cảnh lẫn hậu trường nhất định cũng rất cứng. Sắc mặt của Tề Đằng Nhàn lạnh nhạt, trực tiếp tìm đại một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống, nâng tay lên ý bảo mời Triệu Cường bắt đầu màn biểu diễn. Triệu Cường cầm di động gọi một cuộc điện thoại, cao giọng hô, ba, con bị người ta đánh, ba mau dẫn người tới đây một chút. Nói qua loa vài câu, Triệu Cường ngắt điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm Tề Đằng Nhàn nói, mày chết chắc rồi. Tề Đằng Nhàn lại chẳng sao cả nhún vai một cái, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ mới của mình, kiên nhẫn của hắn có hạn, chuẩn bị cho Triệu Cường thêm chút thời gian hữu hạn cuối cùng. Lại hơn 10 phút sau, ngoài cửa loáng thoáng truyền tới âm thanh của xe cảnh sát. Ô ô ô, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Sau đó mọi người mới xác định chắc chắn rằng còi cảnh sát này đang hướng về Tiên Lai Capital mà đến. Sắc mặt của nhóm nhân viên đều có chút khó coi, không nghĩ tới Triệu Cường sẽ kinh động người của cục cảnh sát tới, cái này càng không dễ gì giải quyết. Cục trưởng, dẫn đầu vậy mà là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Trung Hải chúng ta, cục trưởng Triệu Thiên Lộc. Có một người bảo an không nhịn được kinh hô. Xong rồi, tên Triệu Cường này sẽ không phải là con trai của cục trưởng chứ. Phiền phức lớn rồi, khó trách Triệu Cường có thể kiêu ngạo như vậy, hóa ra ba của anh ta chính là cục trưởng cục cảnh sát Trung Hải này. Mọi người đều cảm giác được một chút tuyệt vọng đang bao trùm, hơn phân nửa Triệu Cường này chính là con trai của Triệu Thiên Lộc, có một người ba là cục trưởng cục cảnh sát như vậy, khó trách có thể làm càn tới mức ấy. Có muốn gọi điện thoại nhờ Hướng Tổng giải quyết chuyện này hay không? Tiêu Lôi thấp giọng hỏi. Không cần đâu, hiện tại là đang là thời kỳ mấu chốt. Hướng Đông Tinh bớt dùng mấy cái nhân tình lại càng tốt. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói. Hiện tại tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị liên thủ với nhau chèn ép tập đoàn Hướng Thị, nghe nói Ngọc Tiểu Long cũng sẽ nhúng một tay vào khiến cho tâm trạng của toàn bộ cán bộ tỉnh Đông Hải và mấy người có quan hệ với tập đoàn Hướng Thị trở nên vi diệu cực kỳ. Tuy rằng có thể nói tập đoàn Hướng Thị là xí nghiệp lớn đi đầu trong tỉnh nhưng đối thủ chèn ép bọn họ cũng có lai lịch không nhỏ, giúp bên này hay bên kia đều phải đắn đo thật kỹ. Cho nên mọi người đều có suy nghĩ ngồi yên xem biến, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay vào trận đấu tranh kinh tế này. Triệu Cường nhìn thấy Triệu Thiên Lộc tới thì hưng phấn hẳn lên, tè trên sofa đứng dậy chạy chậm tới bên cạnh Triệu Thiên Lộc nói, ba. Quả nhiên, cục trưởng Triệu quả nhiên chính là ba của Triệu Cường, này thật sự xong đời rồi. Tề Tổng đánh con trai của cục trưởng, thậm chí còn khiêu khích cả cục trưởng, chẳng sợ hiện tại Hướng Tổng ra mặt giải quyết cũng sẽ không được suôn sẻ. Phiền phức lớn rồi,
chỉ sợ công ty của chúng ta chưa kịp xuất sư đã phải tự vong trước. Vừa mới khai trương đã phải đóng cửa ngay lập tức. Nội tâm của mọi người một mảnh u ám như mây đen bao phủ bầu trời, cảm thấy Tề Đảng Nhàn không còn đường lui nữa. Triệu Thiên Lộc nhìn thấy vết thương trên mặt Triệu Cường thì đen mặt lại, lạnh lùng thốt ai đánh. Còn có ý tốt tới đây bàn chuyện làm ăn với bọn họ, kết quả bọn họ nói khó nghe chưa tính, còn muốn ngoạm 5.000 vạn của con, thậm chí còn ra tay đánh con. Triệu Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của Triệu Thiên Lộc càng thêm khó coi. Triệu Cường cắn răng nói, ba, người nhất định phải giúp con xả cục tức này. Triệu Thiên Lộc gật đầu nói, con tới nói chuyện làm ăn, người ta ra tay đánh con, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Là ai làm, tự mình đứng ra. Dám làm không dám nhận có phải không? Muốn tôi tự mình chỉ định người xác nhận sao? Tề Đảng Nhàn đúng lúc này lại từ trên ghế đứng dậy, cười khẽ nói, là tôi đánh đấy. Cục trưởng Triệu lại chuẩn bị phổ cập cho tôi chút kiến thức về vương pháp và luật pháp khác nhau chỗ nào đúng không? Triệu Thiên Lộc vừa thấy là Tề Đảng Nhàn thì đầu óc oanh một tiếng hơi vỡ vụn ra, con mẹ nó, sao lại là tên này? Mày còn ngông cuồng, ba tao chính là cục trưởng cục cảnh sát Trung Hải, nói chuyện với mày mà mày dám có thái độ như này. Không mau quỳ xuống giơ tay chịu tội, Triệu Cường tức giận quát to, trực tiếp vọt lên. Anh ta càng nói càng kích động. Chỉ vào mũi Tề Đảng Nhàn mắng, mày con mẹ nó không phải đánh nhau rất giỏi hay sao? Hiện giờ có nhiều cảnh sát ở đây như vậy, nhiều súng như vậy, mày dám ở trước mặt bọn họ đánh tao một cái thử xem nào. Ơ kìa, không dám nói chuyện nữa sao? Vậy để lão tử tới dạy mày cách làm người như nào cho tốt. Nói xong lời này, Triệu Cường vung tay hung hăng định đấm xuống mặt Tề Đảng Nhàn. Nội tâm của mọi người lần nữa thở dài, không có cách nào. Đắc tội với cường quyền thì cũng chỉ có một kết cục như vậy. Triệu Thiên Lộc lại ngay lúc này đi lên một bước đá ra một chân, chỉ nghe phịch một tiếng, vậy mà đá luôn cả con trai của mình bay ra ngoài. Triệu Cường chắc chắn rằng Tề Đảng Nhàn sẽ không dám ra tay đánh mình, nhưng trăm triệu lần không ngờ được người ra tay đánh mình lại là ông cha Triệu Thiên Lộc. Triệu Thiên Lộc đen mặt đá Triệu Cường một cái, cắn răng nói, mày là cái đồ nghịch tử, ỷ vào thân phận của tao mà đi gây chuyện khắp nơi có phải không? Mọi người nghe thấy lời này của Triệu Thiên Lộc thì đều ngẩn người, không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Triệu Thiên Lộc vẫn còn một bộ dạng tới ra mặt cho Triệu Cường, sao hiện tại lại quay ngược đi dạy dỗ Triệu Cường rồi. Triệu Cường cũng đầy mặt kinh ngạc và ủy khuất, kêu, ba, người đây là. Triệu Thiên Lộc ba bước hóa làm hai đi tới trước mặt Tề Đảng Nhàn, cầm tay Tề Đảng Nhàn lắc lắc một chút, cười nói, Tề thiếu, thật xin lỗi ngài. Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh như vậy. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, con trai của cục trưởng Triệu thật là uy phong, cầm chút tiền tới muốn mua đất của công ty chúng tôi, không muốn bán thì quay ra đập phá công ty tôi đấy. Trên trán Triệu Thiên Lộc toát ra mồ hôi lạnh, Tề Đảng Nhàn có quan hệ với bên trên như nào ông ta là người biết rõ nhất. Nếu chuyện này bị Tề Đảng Nhàn tiện tay nhắc tới chỗ Hoàng Văn Lãng thì chức vụ cục trưởng cục cảnh sát này của mình hơn phân nửa cũng phải kết thúc ở đoạn này. Tính cách của Triệu Cường ra sao Triệu Thiên Lộc biết rất rõ, thuộc về cái dạng ương ngạnh độc đoán, từ khi lập ra cái công ty kia đến nay ỷ vào quyền thế của ông ta mà gây ra không ít chuyện khi nam bá nữ. Triệu Cường, mày mẹ nó đồ nghịch tử, dám gây ra chuyện ép mua ép bán. Không phải nói thành thành thật thật làm buôn bán sao? Triệu Thiên Lộc giơ chân đá thêm một cái vào Triệu Cường mới bỏ dậy. Vừa rồi mới ăn một trận đòn ở chỗ Tề Đảng Nhàn xong. Lúc này lại bị Triệu Thiên Lộc tẩn cho trận nữa, Triệu Cường ngay cả tâm muốn chết cũng có. Sớm biết như vậy thì vừa rồi đã đi theo Vương Báo rời đi rồi, sao lại ở đây chịu tội chứ? Tề Đảng Nhàn lắc lắc đầu, nói, được rồi, cục trưởng Triệu, ngài xem chuyện này nên giải quyết như nào đây? Triệu Thiên Lộc có hơi chột dạ, lại sợ việc này nháo đến tai Hoàng Văn Lãng, ho khan một tiếng, cười nói, Tề thiếu, ngài xem muốn giải quyết như nào? Tề Đảng Nhàn trầm ngâm một lát, nói công ty tôi bị anh ta đập phá thành bộ dạng này không thể không đền bù tổn thất được. Cái này không sao cả, 5.000 vạn này coi như là bồi thường cho quý công ty đây. Triệu Thiên Lộc trực tiếp thay Triệu Cường làm chủ. Sắc mặt của Triệu Cường biến đổi, đầy miệng kêu khổ, không ăn được chỗ tốt không nói, ngược lại chịu hai trận đòn rồi còn phải bồi thường 5.000 vạn. Tề Đảng Nhàn gật gật đầu, nói, vậy cũng được. Nhưng công ty tôi còn bị đập phá một trận nữa đấy. Triệu Thiên Lộc cười khổ nói, Tề thiếu ngài nói thử xem.
Những người vừa rồi ra tay đập phá công ty tôi, một người cũng không được thiếu, tự bẻ gãy một tay của mình rồi cút đi. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không tôi cũng chỉ có thể tới chỗ thị trưởng Hoàng hỏi thử xem sao vấn đề chị An ở Trung Hải lại như thế này. Công ty vừa mới thành lập đã có một đám người tới cửa gây sự phá phách cướp bóc. Tề Đẳng Nhàn như cười như không nhìn Triệu Thiên Lộc, lại nhìn lướt qua đám thuộc hạ của Triệu Cường, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Triệu Thiên Lộc trầm xuống, hỏi Triệu Cường, con có ra tay hay không? Không có không có, Triệu Cường vội vàng lắc đầu, cùng lắm thì anh ta chỉ dí đầu thuốc xuống sofa mà thôi, động thủ đập phá công ty đều là người của anh ta làm cả. Triệu Thiên Lộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ra lệnh với thuộc hạ của Triệu Cường, Tề Thiếu nói mấy người nghe rõ cả rồi chứ. Lập tức tự bẻ gãy một tay của mình, sau đó cút xéo cho tôi. Nếu không tôi cho người gom toàn bộ mấy người vào cục cảnh sát ngồi bóc lịch 8 năm 10 năm. Triệu Thiên Lộc biết rõ Tề Đẳng Nhàn đang dùng những người này tới để lập uy, nếu không về sau vẫn còn có người tới công ty gây sự thì chuyện làm ăn của công ty tính làm sao đây? Nhóm thuộc hạ của Triệu Cường hai mặt nhìn nhau, một đám sắc mặt tái nhợt, cuối cùng có người không chịu được gánh nặng, mặt như đưa đám tự bẻ gãy một tay của mình. A, a, răng rắc, tiếng kêu thảm thiết và thanh âm xương gãy liên tục vang lên khiến những người ở đây nghe được đều cảm thấy da đầu tê dại. Triệu Thiên Lộc chú ý tới sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn từ đầu tới giờ vẫn rất bình tĩnh, không hề biến hóa tí nào. Trong lòng càng thêm kiên định và chắc chắn xác định rằng đây không phải là người mà mình có thể trêu chọc được. Đều cút đi, Triệu Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng. Thuộc hạ này đó của Triệu Cường lập tức kinh hoàng thất thố rời khỏi cửa lớn của công ty Tiên Lai Capital. Triệu Cường lại bị Triệu Thiên Lộc tóm lại, ấn tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, mau xin lỗi Tề Thiếu nhanh. Tề Thiếu, xin lỗi ngài, là tôi có mắt như mù đắc tội sai người. Xin anh cho tôi một cơ hội để hối cải làm người. Triệu Cường khóc lóc thảm thiết nói, lúc này anh ta cũng đã rõ ràng việc bản thân mình đắc tội phải người không nên đắc tội. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Triệu Cường một cái, nhàn nhạt nói, nếu anh đã nhận sai, hơn nữa cũng đã bồi thường rồi thì không có chuyện gì nữa cả, mau đi đi. Triệu Cường vội vàng nói, cảm ơn Tề Thiếu, cảm ơn Tề Thiếu. Nói xong lời này, Triệu Cường vừa lăn vừa bò ra khỏi cửa lớn công ty Tiên Lai Capital, chuyện ngày hôm nay đã triệt để khiến anh ta mặt xám mày cho. Mấy người mau chóng giúp Tề Thiếu dọn dẹp một chút đi. Triệu Thiên Lộc chỉ huy mấy thuộc hạ cảnh sát viên của mình tới giúp Tề Đẳng Nhàn quét tước vệ sinh công ty. Cái này dù sao cũng là họa do Triệu Cường con ông ta gây ra, vì cục đuôi cho tốt thì bộ dạng nên làm vẫn phải làm được. Một lát sau Triệu Thiên Lộc cũng dẫn theo nhóm cảnh sát viên rời khỏi Tiên Lai Capital, lúc đi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn gọi phòng tài vụ của công ty tới, phân phó nói, 5.000 vạn này toàn bộ thu vào đi, sửa chữa lại toàn bộ nơi này một lần. Những người ở đây hôm nay mỗi người thưởng 1 vạn, an ủi tâm hồn bị thương của mấy người. Tiền thừa thì cứ để trong tài khoản làm vốn lưu động của công ty. Tay của Tề Đẳng Nhàn vung lên, bắt đầu tiêu tiền. Nhóm nhân viên nghe thấy còn được nhận 1 vạn tiền thường thì lập tức hoan hô, một đám nhiệt liệt vỗ tay, càng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đáng tin cậy hơn. Bản thân có vũ lực như vậy, lại còn có bối cảnh, ra tay cũng hào phóng, một người sếp như vậy thì có ai lại không thích đây. Nhất thời mọi người đều cảm thấy làm việc ở Tiên Lai Capital đều sẽ có tiền đồ không tệ. Hôm nay anh quá uy phong rồi, đến mức khiến nai con trong lòng tôi chạy loạn luôn. Lý Vân Uyển cười nhẹ nói. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Giống nhau cả thôi, cô cũng đừng khen tôi, có khen tôi cũng sẽ không chia tiền cho cô đâu. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói. Lý Vân Uyển tức muốn hộc máu duỗi tay véo nhẹ eo hắn một cái, hừ lạnh nói, anh là cái đồ IQ thấp, sớm hay muộn cũng khiến tôi tức chết. Trở về Sơn Trang Vân Đỉnh, bữa tối do Lý Vân Uyển đích thân xuống bếp làm, một bàn 4 món 3 mặn 1 canh nhưng sắc hương vị đều đầy đủ. Rất khó tin rằng vị đại tiểu thư này lại có chủ nghệ tốt như vậy. Ngài Tề, anh xem đó có phải là xe của Hướng tổng nhà các anh hay không? Lúc ra cửa tản bộ, Lý Vân Uyển phát hiện một chiếc xe dừng ở trên đường núi thì hỏi. Tề Đẳng Nhàn vừa thấy đúng là xe của Hướng Đông Tinh, lập tức nhíu mày, rồi trầm giọng nói, xảy ra chuyện rồi. Nói xong lời này, hắn để Lý Vân Uyển đứng lại chờ hắn, sau đó một mình bước nhanh trên con đường gập ghềnh tới đỉnh Vân Đỉnh Sơn. Trên đỉnh núi,
Vương Hổ đang đứng song song với hướng Đông Tinh, anh khẽ cười nói, Đông Tinh, cô vẫn không muốn đồng ý tôi theo đuổi sao? Kiên nhẫn của một người tốt như thế nào đi nữa thì chung quy lại vẫn có giới hạn. Hay là, cô không biết sao? Vương Hổ, loại chuyện như tình cảm này cần phải tuần tự từng bước một, tôi nói rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét. Vẻ mặt của hướng Đông Tinh bình tĩnh nhìn mặt trời lặn, cả người được bao phủ trong ánh hoàng hôn khiến người ta có loại cảm giác quen thuộc đây là nữ thần. Vương Hổ cười cười, sau đó nhàn nhạt nói, tôi biết cô đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi, nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn có một tia hy vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý. Hướng Đông Tinh nói, tôi không hề kéo dài thời gian, tôi đối với anh cũng có hảo cảm, nếu không anh mời tôi ăn cơm như vậy tôi chưa chắc sẽ đi. Vương Hổ lại cười nhạo lên, lắc lắc đầu, sau đó thần sắc lạnh lùng nói, Đông Tinh, kiên nhẫn của tôi đã tới cực hạn rồi. Vậy nên hôm nay để cô chết ở chỗ này đi. Hướng Đông Tinh đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại không thể tin nhìn Vương Hổ. Cô ta không hề nghĩ tới Vương Hổ sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn dám nổi lên sát tâm với cô ta. Biện pháp tốt nhất khiến tập đoàn Hướng thị tan rã chính là trực tiếp diệt trừ đầu rồng Hướng Đông Tinh. Chỉ cần cô ta chết thì tập đoàn Hướng thì tất sẽ loạn, những người thân thích đó của cô ta khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn mà tất nhiên sẽ nhao lên tranh đấu. Vương Hổ, anh, Hướng Đông Tinh nhìn Vương Hổ, khiếp sợ nói, anh vậy mà muốn giết tôi. So với việc bị một nữ nhân vĩnh viễn không chiếm được nắm mũi dắt đi thì không bằng giết chết cô ta. Vương Hổ mỉm cười, cô chết, chúng tôi thâu tóm tập đoàn Hướng thì cũng sẽ mất ít tổn thất hơn, càng thêm nhiều lợi ích. Trong lòng Hướng Đông Tinh lột bột một tiếng, lúc này mới nhớ tới lời cảnh cáo của Tề Đẳng Nhàn, Vương Hổ trước sau gì vẫn là người của giang hồ, kiên nhẫn có giới hạn, vì thế hãy cẩn thận anh ta chơi trò chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Nhưng Hướng Đông Tinh trước sau chưa từng để trong lòng, bởi vì Vương Hổ vẫn luôn theo đuổi cô ta, thậm chí cô ta còn thỉnh thoảng đồng ý đi ăn cơm với Vương Hổ. Mục đích làm như vậy chỉ vì tạm thời kìm chân Vương Hổ, tránh để anh ta hạ thủ với tập đoàn Hướng thị sớm như vậy. Tự cô nhảy xuống hay để tôi phải giúp cô một tay? Sắc mặt Vương Hổ đột nhiên lạnh lùng không có một tia tình cảm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hướng Đông Tinh. Phía trước hướng Đông Tinh chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần nhảy xuống là sẽ xương nát thịt tan. Hướng Đông Tinh nói, anh muốn tôi cùng anh ngắm mặt trời lặn, tâm sự với anh, nhưng hiện tại anh muốn tôi đi chết. Không cần phải diễn kịch, tôi biết cô không hề có bất cứ tình cảm gì với tôi cả. Một người phụ nữ có thể ôm theo hũ cho cốt của cha mẹ ở trên hội đồng quản trị tranh quyền thì sao có thể dễ dàng động tâm như vậy? Vương Hổ châm biếm lắc đầu tiến lên phía trước một bước. Tôi đã sắp xếp tốt mọi thứ rồi, cô chết rồi, sẽ không có ai nghi ngờ tới trên đầu tôi được. Ngay cả tôi có bị liên lụy đi nữa thì cũng sẽ có người thay tôi gánh trách nhiệm này. Dù tập đoàn Hướng thì có dẫy dụa như nào đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Chẳng sợ cô không chết đi nữa thì cũng sẽ tan xương nát thịt dưới liên thủ của hai thế lực lớn là tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị thôi. Cho nên là, an tâm chịu chết đi. Nguyện cho cô kiếp sau có thể trở thành người phụ nữ yêu tôi. Vương Hổ tiến lên phía trước hai bước đối mặt với hướng Đông Tinh, trên mặt là thần sắc lãnh khốc không thể nói hết. Cuối cùng hướng Đông Tinh cũng lạnh mặt lại, cô ta biết bản thân hiểu lầm Vương Hổ, cũng lãng phí lời hay của Tề Đẳng Nhàn. Vương Tổng thật đúng là lãng mạn, vì theo đuổi hướng Tổng của chúng tôi mà có thể mời cô ấy tới đỉnh Vân Đỉnh Sơn ngắm mặt trời lặn nha. Lại ngay lúc này vang lên một trận thanh âm lười nhác, có người đi tới đài ngắm cảnh bên cạnh vực sâu này. Vương Hổ đột nhiên ngẩn ra, quay đầu thấy là Tề Đẳng Nhàn thì khiếp sợ hỏi, sao cậu lại ở đây? Nhà tôi ở ngay Sơn Trang Vân Đỉnh, sao tôi lại không thể ở đây được? Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói đi lên phía trước. Hướng Đông Tinh nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì vui mừng ra mặt, cô ta không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn sẽ xuất hiện vào lúc này. Tề Đẳng Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt hướng Đông Tinh có sắc thái khác với mặt liệt thường ngày như vậy. Hướng Đông Tinh vẫn luôn lạnh như băng, tựa như người mày không có tình cảm vậy. Nếu cậu cũng tới thì hai người chết chung một chỗ cũng tốt. Vương Hổ mặt vô biểu tình nói, vỗ vỗ tay. Từ trong rừng cây chui ra vài người. Tề Đẳng Nhàn hơi mỉm cười nói, ai chết ở đây còn chưa chắc chắn được đâu. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh hướng Đông Tinh chắn cô ta ở phía sau, lạnh nhạt đánh giá Vương Hổ và các thuộc hạ của anh ta. Mấy tên thuộc hạ mà Vương Hổ mang tới này đều rất đô con, bên hông hơi cộm lên, hiển nhiên là súng ngắn.
Nếu thật sự ra tay ở mảnh đất trống như này, Tề Đẳng Nhàn còn phải bảo vệ hướng Đông Tinh, có thể thu phục được hay không thì đúng là khó nói. Vương Hổ nâng tay phải của mình lên, nói tôi cho cậu một cơ hội, đẩy hướng Đông Tinh xuống dưới, tôi tha cho cậu một mạng. Đẩy mẹ anh đấy mà đẩy, đầu óc có bệnh, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày mắng. Tay phải Vương Hổ nâng lên lập tức chém xuống, nhưng chính lúc này lại nghe thấy thanh âm bước lên bậc thang. Người đi lên có thân ảnh nhỏ dài, giày quân đội màu đen phối với quần quân đội màu đen, bên trên là một chiếc áo sơ mi quân đội, tuy rằng trên vai rỗng tuếch nhưng khí chất của người tới kia bày ra so ra còn muốn cao ngang với ngọn núi này. Ngọc Tiểu Long, hướng Đông Tinh không nhịn được kinh hô một tiếng, kinh ngạc hô lên tên đối phương. Ngọc Tiểu Long đi lên bậc thang, nhìn thoáng qua mọi người, nói, náo nhiệt vậy sao? Sắc mặt của Vương Hổ cứng đờ, hơi mỉm cười nói, Ngọc Tướng Quân, tôi và Từ Tổng là bạn tốt. Tôi biết mà, chỉ là làm việc không thể đường đường chính chính sao, cứ một hai phải đường ngang ngõ tắt. Ngọc Tiểu Long có chút khó hiểu hỏi, mày đẹp hơi nhướng lên nhìn Vương Hổ. Chấm 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 chấm, trong lúc nhất thời Vương Hổ không nói ra lời. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, Sơn Trang Vân Đỉnh là một nơi tốt, tôi thích ở đây. Nhưng nếu hướng Tổng Hương Tiêu Ngọc vẫn ở chỗ này, khó tránh khỏi người ngoài sẽ nói ra nói vào gì đó. Cái gì mà vì Ngọc Tiểu Long ở đây nên mới có thể xảy ra án mạng, cô ta cũng chỉ như vậy vân vân. Khóe miệng Vương Hổ giật giật, không nói gì. Tất cả đi đi, tôi ở chỗ này ngắm phong cảnh xem mặt trời lặn một lát. Ngọc Tiểu Long cười cười, nói, Tề Đẳng Nhàn ở lại là được. Vương Hổ dù không cam lòng nhưng Ngọc Tiểu Long cũng đã nói vậy rồi, anh ta không còn gì để nói nữa. Phất phất tay, Vương Hổ dẫn theo người của mình rời khỏi. Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ không muốn phản ứng Ngọc Tiểu Long, cũng muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Ngọc Tiểu Long lại nói, ngay cả dũng khí gặp mặt tôi cũng không có. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, để hướng Đông Tinh đứng ở một bên chờ rồi lập tức đi tới bên cạnh Ngọc Tiểu Long, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Tôi cứu anh một mạng như vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn hơi câm nín một chút, người phụ nữ này lôi từ đâu ra lắm cảm giác ưu việt thế. Rõ ràng là tới cứu Vương Hổ và nhóm người kia của anh ta một mạng mà. Mặc dù thuộc hạ của Vương Hổ đều mang theo súng, có hơi khó giải quyết một chút nhưng hắn không phải loại giết người máu me gì, chỉ bị thương chút xíu mà thôi. Ngọc Tiểu Long nói, anh không cần phải làm lại những việc trẻ con đó nữa đâu, thành thành thật thật bảo vệ tốt địa bàn hiện giờ sống yên ổn qua ngày không tốt sao. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, ánh chiều ta dừng ở trên mặt người phụ nữ tuy rằng có chút đẹp đến không chân thực nhưng cũng khiến hắn phiền chán tới mức nói không nên lời. Chỉ dựa vào anh cũng không thay đổi được cái gì, đồng dạng cũng không thể ném mặt mũi của tôi được. Hiện giờ anh vẫn chưa rõ ràng sao. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Tôi ở trên đỉnh núi. Mà anh, ở chân núi. Anh cứ giãy giụa suy nghĩ muốn biểu hiện ở trước mặt tôi như vậy thực sự rất nhàm chán, còn cực kỳ trẻ con. Nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long quay đầu nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn, trong mắt của cô chỉ có một mảnh đạm mạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.